Hello các chị. Hello mọi người. Hello mọi người nhá. Em chào chị Nguyễn Thu Thảo ạ. Cháu chào cô Hường Khánh nhá. Hello mọi người. Chị yêu nào vào like rồi chia sẻ livestream cho em ạ. Tối nay sẽ rất nhiều hàng hot cho mọi người. Sao con? Có sao ấy? Hả? Hello các chị nhá. Em chào chị Hoàng Lan, em chào chị gái Hương Ly. Hello mọi người. Con cầm thạch lên đây để làm gì? Ai ăn? Xin chào. Rồi con đi ra đi. Hello các chị nhá. Em chào chị Nhung Hồng Chu. Hello tất cả mọi người. Chị nào vào live rồi cho em Trang xin nút chấm bài. Chia sẻ live stream tương tác giúp em với nào. Chia sẻ live stream tương tác giúp em. Em chào chị gái Hoa Lắng ạ. Hello mọi người nhá. Chị yêu nào vào live rồi chấm bài đi để em tặng các chị yêu này. Đây nhá, trưa ngày nhá. Trưa ngày chị yêu nào mình chưa được chốt cái mã sản phẩm này thì bây giờ em sẽ lên tặng thêm với các chị. Tại vì em có 100 cái, có tầm khoảng 100 cái nha mọi người nhá. Em chốt tặng các chị là 50.000 đồng một cái cặp. Được chưa? Các chị có thể mua cho bé đem đi học thêm này, tại vì nó nhỏ gọn xinh xinh. Thứ hai là các chị mang gì ạ? Cho bé. Trang ơi nhận áo rồi đẹp lắm, em cảm ơn chị. Hello mọi người nhá, chia sẻ livestream cho em ạ. Em chào chị Ngoan Vương. Em chào chị gái Vũ Thơ, chia sẻ livestream hôm nay em bảo rồi. Tí nữa em sẽ tặng vét cho các chị 10.000 đồng một cái. Nhá, tặng vét cho các chị là 10.000 đồng một cái mọi người nhá. Đây này, hôm nay khổ có đôi giày mới lại là đeo. Thôi bây giờ bỏ xuống. Bảo bố là cho mẹ xin non nước nhanh lên. Nhanh. Ok có con. Mọi người ơi, chia sẻ livestream cho em với nhá. Hai lần trang cá nhân, ba lần hội nhóm. Để chế độ công khai, theo dõi fanpage cho em ạ. Cặp để được bảng chị. Cặp để được bảng, nó có cả cặp mầm non, nó có cả cặp lớp 1, lớp 2 mọi người ạ. Thì bây giờ em xả hết cho mọi người nè. 50.000 đồng một cái ạ. Các chị chia sẻ livestream giúp em đi ạ. Mới được có 100 chị gái này. Em chào chị Vi Mận, em chào chị Oanh Khải ạ. Hello, em chào chị Suki, em chào chị Dương Huế nhé. Mọi người ơi, mọi người vào like chưa ạ? Mọi người vào like rồi thì cho em Trang xin một nút chấm ạ. Chia sẻ livestream giúp em nha mọi người. Chia sẻ livestream giúp em ạ. Kiểm tra đơn hàng ok chị Lan Hương ạ. Váy em đang mặc chiều em đang bán là 49.000 đồng đấy chị. Nhưng mà hiện tại là em Trang chỉ có size của size S và size M thôi các chị. Đấy, em Trang mặc này có này đẹp lắm. Em Trang chỉ còn size S và size M thôi ạ. Còn gối không? Dạ em còn gối ạ. Gối này là hai đơn. Hôm nay gọi báo khách chưa? Không đi được. Các chị ạ, là không đi được vùng dịch nên là bưu điện này gửi lại nên là em mới còn hàng đấy ạ. Được chưa ạ? Có bé trai 13 cân có nha. Chia sẻ like cho em. Bây giờ em chốt tặng các chị này 50.000 đồng mã cho em. Anh ơi, cặp trưa ngày là mã gì đấy anh ơi? Chia sẻ live stream đi, tí nữa em tặng bán vét cho các chị 10.000 đồng. Chưa, tí em bán vét các chị 10.000 đồng, các chị nhìn này. Đồ ô toàn bộ dòng cặp của em là cặp 3D nhá, hàng của hàng Quảng Châu không phải hàng xưởng đâu ạ. Lên đồ bé ok chị Trà Giang nay đang lạnh mà các chị em sẽ tranh thủ lên hết tất cả mọi cho mọi người. Nhưng mà em nói này, ngày mai chị nào nghe được điện thoại đặt hàng. Nghe được điện thoại mình đang đặt hàng. Tất cả những cái mã như máy bay này. Được chưa? Như cái này là quả bóng của em này. Toàn nhập vào 50-60.000 hết. 80.000 hết. Được chưa? Cái này có những cái năm ngoái em bán 100 bao nhiêu tiền. Những cái 3D in nổi này bao tiền ạ? Bây giờ em xả hết cho mọi người là 50.000 đồng. Anh ơi, cặp sách là mã T1 phải không? Cho em xin mã này các chị ơi. Lên cho em một phát đi là T50 đi. Tại vì là em không nhớ cái mã này luôn ạ. Thuốc bôi á sừng á chị, không biết được còn hàng hay không. Cái này các chị lên hộ em là T50. Lấy hai cái, comment hai cái và kèm số điện thoại vào đấy cho em. Chị em chào chị Lắng Hạ nha. Đây mọi người nhìn này, toàn bộ dòng bên trong có may chất chống thấm nước cho các bé. Bên ngoài là in nổi 3D như thế này. Được chưa? Các chị mua cho con mặc đi, đeo mẫu giáo lớp 1, lớp 2. Comment hộ em mã hàng T30. Các chị nhìn quai đeo của nó này. 50.000 đồng chốt em là T30. Con này là giá tặng nhá. Lên là các chị em mình có hỏi giá sỉ thì cái mã này các chị ơi thông cảm cho em ạ. Là em không bớt được hàng mã này. Được chưa? Em không bớt được cái mã này. Bây giờ em xả cho các chị có 50.000 đồng. Đây này các chị nhìn này, toàn bộ những cái mẫu đẹp như này cho các chị. Comment T50 mua tặng cháu chiếc các thứ cho em ạ. Chị nào lấy hai cái comment T50 hai cái, ba cái comment ba cái. Mỗi chị vào like cho em xin lúc chia sẻ. Đây là nhện này, nhện của bé này là bé mầm non này. Chốt cho em là T50 kèm số điện thoại. Hip hop bé trai thì em không biết còn hàng không ạ. Nhưng mà em có quần về rất nhiều. Chốt cho em là T50 kèm số điện thoại cho em. Bố mày đâu rồi? Đây là của bé trai này, đây em rơi hết các mẫu này. Áo gió không có size, có size 20 cân. Chốt rồi em là T50 nhá, kèm số điện thoại cho em. Bố mày đâu rồi? Ui dồi, đi xuống bà bác cho nhanh lên. Nhanh. Để mẹ qua mã bây giờ nè. Chốt cho em là T50 mọi người nhá. Em báo các chị là 50.000 đồng. 50.000 đồng. Ôi. Đi xuống bà bác cho nhanh lên con. Nhanh.
Sắn. Chốt cho em trang là T50 mọi người nhá. Đây, màu của nó đây, hình của nó đây. Các chị chốt đi này. Em bán các tình yêu giá của nó là còn 50.000 đồng một cái. Ngày mai các chị báo nhân viên cho em ạ. Được chưa? Hộ em mã hàng là T50, lấy 2 cái comment 2 cái, 3 cái comment 3 cái cho em. Lên giúp em là T50 và kèm số điện thoại. T30 chị Huế Phạm, đơn của buổi chiều à. Chốt hộ em mã hàng luôn là T50 nhá. Kèm số điện thoại cho em. Em tặng các chị đấy 50.000 đồng một cái cho chị Hoàng Lan T50 này. Chốt hộ em là T50 cho chị Sa Phan một cái này. Đẹp lắm, bên trong toàn bộ may như này. T50 cho chị Bibo qua một cái, để lại số điện thoại cho em. Lên hộ em mã hàng T50, đem đọc màu này các chị này. Nói chung nó chỉ có máy bay này, quả bóng này, nó chỉ có như này thôi. Đây là con voi hồng này. À, đây là cái gì 3D, con chó hồng này. Đấy, mã này T50, màu này của em là màu con gì đây, mấy con vật gì đây này, màu tím này. T50 màu tím này, con bò này, T50 hình siêu nhân này. Chốt hộ em là T50 và kèm số điện thoại giúp em nhá. Em có khoảng tầm 100 cái thôi, nó không có nhiều đâu. 50.000 đồng một cái. T50 siêu nhân này, T50 Elsa tím này. Comment là T50. Đây là của mầm non này. T50 kèm số điện thoại, lớp 3 không dùng được đâu. Em chốt lớp 1, lớp 2 và mẫu giáo thôi. T50 chị Bibo quà đấy. Chị Huế Phan ok chị này, màu xanh của gì đấy. Hình con khỉ này, con gì đây, con voi, con hươu cao cổ ạ. T50 có gió nam. Đây đợi tí em thay cái gió nam. Anh Đức ơi, bố mày đâu rồi? Có thể không lấy hàng à? T50 và kèm số điện thoại cho em nhá. T50 và kèm số điện thoại. Mỗi chị vào like rồi cho em xin nút chia sẻ like nhanh chóng để em xả hàng cho các chị. Ok, chị Chiêm Phùng có T50, chị Nguyễn Sang có T50. Chốt cho em là T50 kèm số điện thoại. Ừ, được rồi, con đi ra ngoài đi cho mẹ bán hàng. Lên hộ em là T50 và kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi đây này, đôi gối này. Các chị lên cho em mã đúng mã này. Mã hàng gối kẻ xanh và kèm số điện thoại, em chốt đơn. Được chưa? Hàng này hôm trước là bao nhiêu chị em mình không chốt được hàng đấy ạ. Đây các chị nhìn hộ em này. Lên mã chiều nay chị nhận được hàng rồi, tính tiền thiếu 3 vì giấy vệ sinh á chị. Nhưng mà không gửi hay là như nào ạ? Comment cho em mã hàng này luôn, mã hàng giấy đôi gối kẻ xanh kèm số điện thoại, em chốt đơn 59.000 đồng. 59.000 đồng có 2 đôi nha mọi người nha, có 2 đôi gối kẻ xanh. Lên đơn của em là gối kẻ xanh và kèm số điện thoại, lên đồ in cho chị ok chị. T50 cho chị Minh Quân rồi. Chốt của em mã hàng là gối kẻ xanh và kèm số điện thoại. Hôm nay em có cả quần rời áo rời. Ơ thằng bố mày làm cái đéo gì thế nhở? Bố Đức ơi, ơ thế không mình bán hàng à anh? Thế lên mã lấy giờ hết rồi, bây giờ bán gì nào? Cho em cái quần da cá kia đi nào. T50 cho em ạ, kèm số điện thoại ok chị gái. Gối kẻ xanh và kèm số điện thoại cho em, chia sẻ like đi để em tặng quà cho mọi người. Tí nữa em sẽ lên áo vét 10.000 cho mọi người nhá, em hứa luôn. Tí nữa em sẽ lên áo vét 10.000 cho các chị, đợi em một tí tại vì ông chồng em không biết là ông đang làm gì. Áo trên người không có hàng đâu. Học gì? Thế đến giờ bán hàng rồi còn gì nữa? Thế em vừa nãy học cho nó học xong rồi đấy. Chiều nay đã nghỉ like sớm để cho nó học rồi đấy. T51 cho em này. Tiếp tục cho em T51 này. Được chưa? Chị yêu nào lấy mã này, mỗi chị vào like cho em xin nút chia sẻ like. Xong rồi tí ôm cho em cái mấy gáo vét ở đây, em thanh lý cho các chị 10.000 đồng nốt cho nó hết đi. T50 chị Huyền My lên bộ bé gái rồi ok chị. Mỗi bác vào like rồi cho em xin nút chia sẻ like. Comment à đấy, cái đấy áo đấy treo lên đi. Mỗi chị yêu mình vào like rồi cho em xin nút chia sẻ like chị. Cái này của em là có size đến 28 cân đúng không? 28 cân đổ về, em bán cho các chị 34.000 đồng mã hàng T51 cho em. T51 và kèm số điện thoại cho em. T51 kèm số điện thoại cho em 17 cân đến 28 cân. 17 đến 28 cân quần legging bán lốt 34.000. Được chưa? Lên đơn của em mã hàng luôn ạ. À. Áo treo trên tường á chị, áo màu hồng này nó chỉ còn đến 20 cân. Hôm trước là nó có hàng đến 25 cân, bây giờ chắc nó không còn hàng. Chốt được em mã hàng này luôn là T51 kèm số điện thoại cho em. T51 và kèm số điện thoại cho em bán các chị 34.000 đồng này. Các chị ngày mai các chị chọn màu nhá. Gạo ơi gạo đi xuống với bà đi con. Đôi gối kẻ xanh ok chị Kim Hồng. Gối kẻ xanh em lên là gối kẻ xanh nhá. Chốt cho em mã hàng luôn là T51. 17 cân đến 28 cân này các chị nhìn cho em này. 17 đến 28 cân 34.000 quần legging. Chốt được em mã hàng T51 kèm số điện thoại cho em. T51 và kèm số điện thoại cho em ạ. À. Em chốt giá 34.000 đồng cho mọi người chốt là T51 cho em nhá. T51 và kèm số điện thoại em lên đơn. Được chưa? Quần legging này chất liệu đó là hàng da cá tàu, dày đanh mịn đẹp cực kỳ. Lên của em là T51 và kèm số điện thoại em chốt đơn. T51 và kèm số điện thoại cho em lên từ từ nha mọi người.
T51 kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Đây này, hôm nay em có cái siêu phẩm áo này này. Rồi ôi, áo này của em hôm kia chốt mà không thấy gọi tên đấy chị. Giày hôm kia em chốt mà không thấy gọi đấy chị. Lên số điện thoại là chưa gọi điện chốt đơn kèm số điện thoại vào cho em. Tại vì chiều nay ấy, em lên giày quá nhiều rồi. Chiều nay em lên quá nhiều giày rồi mọi người ạ. Bây giờ thì không biết là các chị có còn cái mã này của em là size bao nhiêu đến bao nhiêu đây. T51 cho chị Cherry này, cho chị Dung này. Nghe được điện thoại mới đặt hàng mọi người nhá. Không nghe được điện thoại đừng đặt đơn. Cái này của em Trang là chốt được từ CS này. Từ tầm 18 cân 6 tuổi này. 18 cân 6 tuổi cho đến 35-36 cân. Đây các chị ơi, đây size to nhất. Đây em mặc thử cho mọi người đây. Chốt cho em mã hàng T32. Được đến 35-36 cân. Chốt đến 35 cân đi. T51 cho chị Toán Sa 2 quần. Cho Ánh An có đơn. Cho chị Thị Thoa Lò. Ok chị, lên cho em. Ngày mai nhà em là sẽ nhiều đơn nữa các chị. Tại vì trưa nay em có like một like nguyên giày dép rồi. Nên là ngày mai các chị nhớ chú ý nghe điện thoại của em nhá. Nhớ chú ý nghe điện thoại cho em. Mã này mọi người lên đơn cho em mã hàng luôn là T52. Rồi ôi con áo này các chị nhìn này. Chất liệu là da cá hàng tàu cho em này. Đấy, hôm nay tối nay em bán T52 nặng 69.000 đồng. Chốt em là T52 màu vàng. 18 cân cho em, cho chị Thu Phạm. Ok chị, nhận được đồ rồi. Nhưng làm sao lại chật á, rồi đổi lại. Em đổi lại cho chị Bảo Ngọc này, từ ngày mua bây giờ mới bị chật một cái á. Lên cho em mã hàng T52. Các chị ơi đẹp dã man, 69.000 đồng các chị nhìn cho em này. Toàn bộ chất liệu là da cá tàu nhá. Con này của em Trang là 18 cân 6 tuổi cho bé đến 35 cân, chốt T52. Tối hôm kia chốt đơn mà không gọi điện chốt đơn ở nhà em gọi hết, chỉ trừ khi các chị không nghe thôi. Gọi ít nhất mỗi chị 2 cuộc điện thoại. Nhà gọi mỗi chị 2 cuộc điện thoại cho em. Chốt cho em mã hàng này luôn, T51 cho chị Maria Nguyễn có đơn, T52 cho chị Bảo Trang. Chiều nay bận không xem được like à? Ủa dồi, chiều nay nguyên like giày dép mà nguyên hàng đẹp. Thề với các bác luôn. Chốt cho em mã hàng này là T52 kèm số điện thoại cho em. Chị Trang Cherry ok. Chị Thu Hoàng có T51, T52 69.000 đồng. T52 cho em có 3 màu nhá. Ok chị Nguyễn Ngọc Ánh có. Em còn khẩu trang bé em còn chị Nga Hoàng. T51 chị Thu Phạm. Lên cho em mã này luôn ạ. Bút chì em hết hàng rồi chị nhá. Lên cho em mã hàng luôn là T52. Các chị nhìn này. Đẹp quá mọi người ơi, chốt cho em là T52. Chị nào vào live rồi cho em xin nút chia sẻ livestream. Cho em xin mã T52. Chị Trang Thị Đoàn ok, chị Dung Thúy ok, T52. T52 5 cái hả? Ok chị. Lên cho em mã hàng là T52 cho em ạ. Em chốt cho các bé từ 18 cân 6 tuổi này cho các bé đến 35 cân, hàng đại size, hàng đại cổ. Nhiều nhà nhá, cái hàng này người ta xỉ ra 7-8x rồi các chị. Em bán lẻ các chị 69.000 đồng. Mọi người chốt cho em mã T52, cho chị Vân Thi 2 cái, cho chị Phương Phương Nguyễn 2 cái, cho chị Nguyễn Liên 2 cái. Mã hàng T52 chị à, chị Ngọc có đơn, T52 em chốt chị Hằng Anh có, chị Dung Nguyễn đang, chị Dung Nguyễn có đơn, gọi chốt đơn trưa nay chưa hay gọi chốt à? Trưa nay thì ngày mai em đã bảo rồi ạ. Đơn của buổi trưa nay các chị sẽ được dồn vào đơn buổi tối và ngày mai nhà em gọi đến chốt đơn cả thể. Chị yêu nào có đơn ngày mai nhớ cho chú ý nghe điện thoại cho em. T52 cho chị à, chị Lê Giang này, cho chị Phương Thúy Đào này, cho chị Khánh Hiền Trang Nhi ạ. Em chốt chị Sang Hoàng ạ. Bộ dài tay bé gái 17 cân em có, chị ơi đợi em tí em lên cho. Lên hộ em T52 các chị ơi, chọn màu nhá. T52 lấy 2 cái 3 cái đi các chị ơi. Cái này mặc quá xinh luôn ạ. T52 cái lơ này của nó bằng vải lụa này các chị này, nhìn thấy nó mềm chưa ạ? Đẹp tinh cực, đẹp cực kỳ luôn. T52 này, tay của nó có sọc luôn này. Quần legging là 34.000, chốt T52 cho em ạ. T52 em giơ lại màu nhá mọi người nhá. T52 cho em ạ. Áo treo kia là em chào chị Thanh Thúy Bùi, em chào chị Thị Thân Nga Bùi này. T52 cho em. T52 kèm số điện thoại màu vàng này. Màu này của em là màu trắng á. Chốt là em T52, màu của nó đẹp quá mọi người. Ba màu này, màu nào cũng đẹp. T52 cho em ạ, em bán 69.000 đồng. T51 cho chị Vân Thi. Em còn khăn xà bông không á? Khăn xà bông là cái gì nhỉ? T52 cho chị Lê Hoàng, ok chị. Chốt hộ em Trang mã này là T52 kèm số điện thoại cho chị Nguyễn Hương Nhài. T52 cho chị Lê Trúc, ok. Có thấy chị Lê Trúc comment mã vào đấy cho em. T52, em cảm ơn chị Quang Lê nhé. Cảm ơn chị yêu, cảm ơn mọi người đã tăng bạn bè và ủng hộ em. Mỗi chị cho em xin nút chấm bài, chia sẻ live stream giúp em. Các chị ơi ấn thích trang page hộ em với. Cho em xin một like, một nút ạ. Chị nào chưa bấm thích trang page thì bấm cho em xin nút thích. Chị nào chưa để chế độ theo dõi page thì bấm cho em xin chế độ theo dõi page để các chị nhận được thông báo khi like nha mọi người. Mã này mọi người lên cho là T52, cho chị Lý Dương 2 cái, ok. Chốt hộ em là T52, bé trai 27 cân có chị ơi. Còn tất, em còn tất chị ơi. Em cảm ơn chị Giang Tô này. Chốt hộ em T52, cái mẫu T52 này quá đẹp luôn các chị. Thật sự cái mẫu T52 này của em quá đẹp luôn. T52 chị Phạm Tuyết, ok chị yêu mình. Chốt giúp em mã hàng T52 nhé, cho chị son nò T52 này. Rồi em qua mẫu này, qua màu này mọi người này. Chia sẻ like đi để lát em lên vào chồng em mang cái em. Còn ít áo vest các thứ em tặng các chị 10.000 đồng. Lên của em là T52 kèm số điện thoại nhá. Em bán cho các chị yêu giá của nó là còn 69.000 đồng. T52 kèm số điện thoại này.
T52 cho em sao đến 35 cân ạ. Cho chị Hoàng Ngọc T52 cho chị giá như nếu T52 bé trai 13 cân ok chị. Chốt em là T52 nha mọi người nhá. Em bán các chị yêu là 69.000 đồng. 69.000 đồng T52 kèm số điện thoại cho em. Áo len bé gái này sao đến bao nhiêu cân anh ơi? Hả? 17 đến bao nhiêu? 17 đến 26 cân T53. Bình Dương chưa giao được rồi ạ. Ok chị Dĩ. Chị Dĩ Ruby có. Bình Dương giao được chưa nhỉ? Chưa chị ơi. Mã này là áo len cho bé gái, toàn bộ hàng Quảng Châu này. Để cho em bán 89.000 đồng chốt T53 cho 16 cân đến 26 cân. 16 đến 26 phải không? 16 đến 26 T53 kèm số điện thoại. T52 cho chị Nguyễn Loan đây, đợi em ký xong lên đồ cho. Chốt em T53 ngày mai các chị chọn màu đẹp quá các chị ơi. Áo len này các chị này, không bao giờ cái len này nó xù lông rút sợi nha mọi người, nhìn thấy chất chọn đẹp lắm. Chốt cho em má này luôn là T53, ngày mai các chị em mình chọn màu xem. 16 đến 26 cân. Nhiều giày đẹp quá, em cảm ơn chị Thu Huyền Nguyễn chiều nay like nguyên một like buổi chiều nó nguyên giày. Cho em xin gốc nước cho anh ơi. Cho em xin mã hàng là T53 cho em này. T52 chị Đoàn Thị Huế ok chị. T53 cho em này. Hôm nay em có cả mẫu quần da cá mà hôm xưa về 400 cái em đang xếp ngoài kia kìa anh. Chưa bán lẻ hôm nào đó. Mã này mọi người lên cho em mã này luôn là T53 này. T53 cho em màu này của em gọi là màu hồng nhạt này. T52 chị Nguyễn Loan. T53 cho em ạ. Bộ bé gái. T53 cho em màu cam này. Cam này các chị này. Màu này của em là hồng nhạt nữa này. Chào Minh Nhật nhá. Mẫu này của em sao là T53 màu hồng gì đây. Đẹp quá các chị yêu ơi. Chốt hộ em mã hàng T53 và kèm số điện thoại này. T53 và kèm số điện thoại cho em bán các chị 89.000 đồng T53 nhá. T53 cho chị Bảo Trang, T53 cho chị Thoa Kim. Lên của em là T53 đây, em đọc lại màu nhá, không ngày mai nhầm màu. T53 màu này của em là cam nhạt này. Chợ màu cam nhạt đây nha các chị nhá, nhìn này đẹp chấm lắm. Lên của em là T53. Rồi em cảm ơn chị. T53 và kèm số điện thoại cho em ạ. Màu này của em là màu cam đậm này. T53 89.000 đồng. Màu này của em là màu gì ạ? Màu này của em là màu hồng nhạt này. Màu này của em là hồng đậm này. Áo em mà không còn hàng đâu chị. Áo em mặc em bán từ năm ngoái năm kia rồi mọi người. Mọi người chốt rồi em trang mã hàng này luôn là T53 nhá mọi người. Kèm cho em số điện thoại các chị yêu vào đấy giúp em. Được chưa? Em bán cho chị 89.000 đồng T53, hình như em nhầm giá con này rồi. T53 và kèm số điện thoại cho em. Thôi cứ bán vậy đi. T89.000 đồng. Chốt rồi em là T53 kèm số điện thoại nhá. Ok chị Thoa Kim. Đó, màu cam nhạt, cam đậm, hồng nhạt, hồng đậm nha mọi người. Em đọc rõ màu rồi nha mọi người. Chốt rồi em là T53. Còn bộ hip hop ấy chị, bộ hip hop hết hàng rồi tao ấy. Cho xin công nước đi. Mẫu này là bé trai mặc được, bé gái mặc được này. Ở mẫu này hôm xưa thì gấm bảo có mỗi 1X hay 2X à? Này có 3X à? Cái mẫu này em mới bán xỉ thôi này các chị này. Rồi ôi các chị ơi, nhìn cho em cái dòng quần này. Trời ơi, cái mẫu này là dành cho các bé nhỡ sai nhá, không phải của chị em mình đâu, chị em mình mặc sẽ bị ngắn. Được chưa? T53 chị Nguyễn Đắc có đơn ạ. Lên tiếp cho em ạ, giày thể thao hôm nay lên rồi, Minh Nhật chiều nay lên nguyên giày rồi. Cái mã này các chị lên đơn cho là T54 này. Được chưa? Đây. Cái mẫu này của em nó là dạng chất da cá tàu ấy các chị, đẹp lắm. Đẹp lắm luôn, kiểu mẫu hip hop như này này. Được chưa? Lên cho em mã hàng này luôn là T54 cho em. Mẫu này lát nữa em sẽ đăng ảnh lên cho mọi người nhá. T54 các chị nhìn cái form quần này. Được chưa? Em bán 66.000 đồng một cái T54 kèm số điện thoại cho em. T54 nhá, em có size xem nào. Trời ơi, cái chất của nó đẹp mê ly luôn mọi người ạ. Mỗi mẫu một kiểu. Nhưng mà đều là côn ống, đẹp lắm. Cái chất da cá tàu, các chị nhìn cái chun nó may này. Không bao giờ nó bị vặn chun, vẹo chun nhá. Được chưa? Lên cho em mã hàng T54 kèm số điện thoại cho em. T54 kèm số điện thoại em chốt đơn. Được chưa? Con này là chốt từ bao nhiêu cân đấy? Bé trai mặc được nhá, bé gái mặc được nha các chị nhá. 66.000 đồng T54. Con này của em là có từ 2X với 3X rồi à? XL nữa đúng không? Con này của em là chốt từ 30 cân đến 45 cân này. 30 cân đến 45 cân chốt trên mã hàng này luôn là T54. T53 cho chị Vui Quàng. Mạng chị không thể xem được á. Phát ra rồi vào lại của em à. Mã này các chị yêu lên của em là T54. Kèm số điện thoại cho em. Bé trai mặc được, bé gái mặc được mẫu này nha các chị nhìn này. T54 cho em ạ. Đấy 40 cân đổ về cho em nhá. Con này đẹp lắm luôn. Chị nào lấy T54 comment T54 và kèm số điện thoại ạ. Quần bò lam còn không trang em còn chị Đặng Ngọc ơi. Đấy mọi người ơi đẹp lắm. Cái túi của nó đây này. Đấy đó. Túi của nó đây này các chị này. Các con mặc cái dáng này nó là dáng rộng rộng nha các chị nhá. Nó là dáng quần hip hop á. Nên là chị nào, cái này các chị có thể chốt được đến em 47 cân thì các chị có thể chốt được đến 45 cân đấy. 35 đến 45 đi, 30 cân thì sợ rộng. 35 cân đến 45 cân đi.
có 3 size thôi, 35 cân đến size 45 cân, chốt cho em mã hàng luôn là T54 nhá. T54 size từ 35 cân đến 45 cân. Ok chị Lê Trúc có T52, chị Mỹ Hằng có T54. Chốt của em là T54 hả? Người lớn mặc được không nhỉ? Người lớn mặc sợ cọc không? Thôi. Con này không nghĩ sao cái dáng này dài thế nhỉ? Nhưng mà cái dáng hip hop kia ngắn. Đẹp lắm luôn mọi người ạ. Chốt của em là T54, con này lại tầm cái dáng theo chữ này này anh này, bé này. Chốt được em mã này luôn là T54 nhá mọi người nhá. Các chị ơi, nếu như không chọn kiểu ấy thì các chị chốt được đến 50 cân. Đây này, nếu như các chị mà chọn kiểu ấy thì là sợ những cái kiểu kia nó size nhỏ, nhưng mà kiểu như này là size to này. Kiểu như này là size to này, các chị nhìn cái chốt của nó này. 66.000 đồng mã hàng T54 và kèm số điện thoại cho em. Chốt từ 35 cân đến 50 cân nhá. T54 và kèm số điện thoại giúp em, đẹp lắm. T54 và kèm số điện thoại giúp em nhá. Em bán 66.000 đồng. T54 cho em ạ, cho chị Giang Tô có đơn này. T54 chị Nguyễn Liên có đơn này. T54 và kèm số điện thoại cho em. Mẫu này là bé trai bé gái đều mặc được. Mẫu này của em nhập là bé trai bé gái đều mặc được, kể cả chị em mình cũng mặc được ạ. Lên đơn cho em mã hàng T54. Rồi ok chị gái luôn. T54 chị Nguyễn Đức có đơn. T54 đây có màu lâu nữa này. Bé trai mặc được mà bé gái mặc được mã này nhá. Được chưa, chị yêu nào vào like rồi chứ, cho em xin nút chia sẻ là ok. T52 chị Nguyễn Thủy, T54 chị Phương Thủy. Lên cho là T54 em có màu đen, màu lâu, màu ghi này. Chốt của em là T54 và kèm số điện thoại này. T54 và kèm số điện thoại cho em ạ. Em bán các tình yêu giá của nó còn 66.000 đồng. Lên là T54 nhá. Ok chị Giang Hưng T54, cái này các chị lên chốt mấy cái cho bé đi. T54 kèm số điện thoại cho em 66.000 đồng. 66.000 đồng mã hàng T54. Đây này, những cái con mà áo vét ấy, các chị, những cái mẫu áo vest năm ngoái em toàn bán 100 mấy này. Nay em tặng các chị nào hôm nay mua tặng mẹ thôi. Những cái mẫu này đa số em còn từ tầm khoảng 40 tuổi trở lên nha mọi người nha. Những cái mẫu này này. Được chưa? Bây giờ em chốt tặng cho các chị yêu mình. Nhá. Em đã bảo rồi, em chốt tặng các chị yêu mình là 10.000 đồng thì các chị comment cho là quà của em. Comment cho là quà 10k và kèm số điện thoại. Được chưa? Quà 10k. Còn size gì anh ơi? Cái này bây giờ nó còn lôm côm size. Rồi ok, chị hơi nhỏ á. Thế à chị, ôi trời ơi. Chị ơi, nếu những cái đôi giày như này này, những cái đôi giày như này thì nó lại là form của bé này các chị này. Đấy, nó là form của bé. Nó có size đến 38 nhưng nó là form của bé. Các chị đeo rồi các chị chắc phải lấy tăng lên 1-2 size. Hôm trước em bảo rồi đấy, không phải là size của chị em mình. Cái này các chị lên đâu là quà 10.000. Chị nào ok lấy, nhưng mà toàn hàng đẹp đấy. Con này toàn hàng đẹp thôi. Bây giờ em cứ like cho mọi người nhá. Ngày mai các chị thích mẫu nào, ngày mai các chị chốt cân nặng hộ em. Chốt cân nặng của em thôi, cái quà 10.000 này. Để cho em lên hết các mẫu ở đây nhá. Chị nào ưng thì chốt thôi. Tại vì em gọi là không. Em cảm ơn chị Nhung Hồng Chu, T54, chị Hoài Ngô, quà 10k, chị Thảo BT. Ok, chị Lý Dương, con này toàn bộ hàng. Em nói thật các bác luôn này, nó đẹp xuất sắc ạ. Nhưng mà mỗi tội là mỗi mẫu em chỉ còn có cái thôi. Mỗi mẫu em chỉ còn có cái, hai cái nha. Mỗi mẫu em chỉ còn có hai cái thôi. Cho em xin mã là tên à, quà 10k. Mọi người ơi, không cần em đọc tên đâu nhá. Không cần em đọc tên đâu ạ. Để em mặc mẫu cho các chị. Đẹp nhỉ? Ờ, em không để ý. Chốt cho em mã hàng luôn là quà 10k và kèm số điện thoại cho em. Bây giờ em không biết được, cứ còn size gì ngày mai các chị lấy nhá, đẹp lắm. Được chưa ạ? Em chốt gọi là chốt biếu, chốt tặng thôi, đã gọi là quà rồi các chị. Gọi là quà rồi. Ngày mai các chị có mẫu các chị thích thì các chị lấy, mà không có mẫu các chị thích thì thôi. Tại vì những cái dòng này của em thì em nói thật luôn là hàng, toàn bộ hàng năm ngoái em bán rồi. Năm nay gọi là chồng em hôm qua là chồng em cho nhân viên bỏ từ trên mái xuống. Đấy, em cứ nói luôn là hàng năm ngoái mọi người nhá. Em cứ nói luôn là hàng năm ngoái. Các chị về các chị may cho em này, à là cho em này. Rồi có này xịn dã man luôn. Chốt cho em trang mã hàng là quà 10k, kèm cho em trang số điện thoại nha. Rồi ôi, hôm nay gọi là đeo giày, bảo đeo giày để cho nó cao xinh xắn một tí, nhưng mà đeo một lúc là lười á. Lên cho em là quà 10.000, không cần em phải đọc tên đâu mọi người ơi. Em đã bảo rồi, em có khoảng bao nhiêu cái mẫu này nhỉ? Nhưng mà nó lẻ sai lắm mọi người ạ, nó lẻ sai lắm. Nói chung là cứ mỗi mẫu. Váy em mặc có bán chị, váy em mặc chưa ngày em bán rồi đấy, có 49.000 đồng thôi. Chắc là mẫu này bây giờ em trang chỉ còn đến 50-52 cân nữa, cái quà 10.000 này. Chắc là em chỉ còn đến 50-52 cân thôi các chị. Thông cảm cho em nhá, có size vừa thì mình lấy, mà hết size thì thôi nhá. Có size vừa thì mình lấy mà hết size thôi. Đây, toàn những cái mẫu đẹp thôi này. Toàn những cái mẫu đẹp như này thôi các chị này. Được chưa ạ? Mỗi chị yêu cho em xin lút chia sẻ like này. Chia sẻ live stream để chế độ theo dõi page. Đây là như cái này đang là size to này. Cái này size 60 cân này. Đây có một cái này đang thấy 60 cân này này các chị này. Đấy.
đẹp lắm luôn. Chị nào lấy má này lên đơn là quà 10.000. Em cố gắng mặc hết các mẫu cho mọi người nhé. Quà 10.000 cho em. Anh ơi, quà 10.000 em lên nguyên vét trước đã nha. Đây, con này dáng rộng này. Con này dáng rộng bán rất là hay luôn này. Chà, quà 10.000 và kèm số điện thoại cho em. Hàng mới nhá, không phải hàng second hand hay gì đâu, hay là lầy lọ đâu các chị ạ. Tại vì là hàng này em đã bảo rồi, hàng này năm ngoái. Nếu như chị nào là khách quen của nhà em thì có khả năng mua rồi. Nếu như chị nào mà có khả năng của em thì coi như cái quà này là quà 20 tháng 10 của em nhá. Comment là quà 10.000 kèm số điện thoại cho em, cho các chị mua về tặng bà, tặng mẹ hoặc tặng các cô, các gì. Được chưa? Comment là quà 10k. Nếu như chị nào có size vừa, ngày mai em sẽ cố gắng để bảo các bạn phân thêm một lần nữa là phân size. Mọi người chốt cho em là quà 10.000 nhá. Rồi, chốt tiếp cho em áo nhung này. Áo nhung này là hôm nay sân sale luôn cho mọi người luôn. Mã này các chị lên tiếp cho em luôn này. Ok chưa? Coi như là quà 20 tháng 10 nha các bác ơi. Rồi, tiếp tục cho em con áo này. Con áo này của em là có size đến size số 8 đến 22 cân. 22, 23 cân. Mẫu này, riêng mẫu này em trang đảm bảo này, là bé trai mặc được, bé gái mặc được. Tại vì gạo nhà em mặc cái số nhỏ nhất, An nhà em mặc cái số 6 hay số 7 nhỉ? Áo nhung này này. Các chị lên đơn cho em con này luôn là bao nhiêu đây? T55. Váy em mặc còn đấy, còn trưa ngày váy em mặc vẫn còn đúng không anh? Váy em mặc trưa ngày còn đấy, ngày mai các chị hỏi nhân viên nhà em giúp em với nhá. Tại vì là mẫu này em chỉ còn nguyên của size S, size M thôi các chị. Mẫu này của em là nguyên của size S, size M. Các chị đi ra ngoài các chị mua 150, 160 một cái đấy. Em đang xả 49.000. Cái này mọi người lên tiếp cho em mã luôn là T55. Cái này em có size từ 10 cân cho về đến 23, 22 cân. 10 đến 22 cân hoan hỉ cho em là không chọn màu nhá. Tại vì là em bán, đây là các chị nghe cái giá này thì các chị biết này, 39.000 đồng một con áo nhung kéo khóa như này. 39.000 đồng một con áo nhung kéo khóa cho bé như này. Chốt cho em trang mã hàng này luôn là T55. Kèm cho em số điện thoại vào đấy cho em. Được chưa? Mua tặng con, tặng cháu. Cái này áo nhung các con mặc vừa giữ nhiệt, vừa nhẹ, nó không soạt soạt, các con mặc nó dễ chịu. Lên hộ em mã này luôn là T55, 10 cân cho đến size 22 cân. Em xả luôn các chị 39.000 đồng. Đấy, T55 và kèm số điện thoại. Mẫu này thì đảm bảo luôn với các chị yêu là bé trai các chị mặc được, bé gái các con mặc ok. Được chưa? 39.000 đồng em nói luôn là không đủ tiền mua cái khóa đồng này đâu ạ. Chốt được em mã hàng này luôn là mã T55. Kèm cho em số điện thoại vào đấy nhá mọi người. Mọi người chốt mấy cái cũng được. T55 cho chị Nguyễn Thị Lương. T55 chốt cho chị Phương Hoa. Giày thể thao gì chị ơi? Giày thể thao người lớn em không có đâu chị Nguyễn Luyến. T55 cho chị Nhiên Quách, ok. T55 chị Nguyễn Thị Loan, ok. Chị Linh Hà có T55, chị Mùa Hạ có T55, chị Đặng Ngọc có cho mình T55. Em bán cho các chị yêu là 39.000 đồng T55. Mọi người chỉ cần chốt mã em là T55 kèm số lượng cái thôi. Các chị đến 22 cân còn số 8. Áo này chị mua rồi đẹp lắm ạ. Em cảm ơn chị yêu. Chốt em là T55. Cho chị Đỗ Thị Vân Anh, cho chị Tài Lọ ok, cho chị Mùa Hạ ok, cho chị Thị Thoa Lò ok, chị gái cho chị Nguyễn Thị Hàng có T55. Lên hộ em trang mã hàng là mã T55 mọi người nhá, đẹp lắm luôn này các chị này. Bé trai mặc được, bé gái mặc được. Cái này ý, thì ưu điểm của nó là nó mềm các chị ạ, mềm nhưng mà kiểu như giữ nhiệt đấy các chị, nó là chất nhung. Để chị ạ, lên hộ em mã hàng là T55 đây này. Các con mặc nó thoải mái, dễ chịu cực kỳ luôn. Chốt hộ em T55 và kèm số điện thoại nhá. Em bán các chị có 39.000 đồng thôi. Bình Dương dạ chưa có hàng, chưa nhận hàng ạ. T55 em chốt cho chị Nguyễn Thị Hàng này, chị Son Nò này. Áo hồng đằng sau của em là chỉ còn đến size đây em dơ lại màu một lần nữa nhá. Áo hồng của em chỉ còn đến 12 hay bao nhiêu cân ấy, đến 20 cân. Chốt được em là T55 và kèm số điện thoại cho em. T55 cho chị Thị Trang Đoàn ok. Váy mặc dồn đơn chưa? Váy mặc là mã mấy nhỉ anh nhỉ? Chưa ngày lên rồi. Lên cho em mã luôn là T55 nhá, kèm số điện thoại cho em. Em bán cho chị 39.000 đồng cho chị Hoàng Yến Trần Hương ok chị. Lấy cho bé 2 3 cái về mặc. Chị nào lấy 2 cái nhớ comment 2 cái, 3 cái nhớ comment 3 cái cho em có 39.000 đồng thôi này. 39.000 đồng mã hàng T55 và kèm số điện thoại giúp em. T55 và kèm số điện thoại giúp em 39.000 đồng một cái. 39.000 đồng một cái T55 mọi người nhá. Mọi người chốt cho em mã này luôn là T55 kèm số điện thoại em lên đơn này. T55 kèm số điện thoại em lên đơn được chưa? 39.000 đồng. 2 tuổi còn nhiều không á chị? Mã T2 còn nhiều không? T2 là cái gì anh nhỉ? T55 rồi ok chị Phạm. Phạm Dung, T55 chị Trang Thị Đoàn. T200.000 ba cái, không biết được còn hàng hay không chị ạ. Còn nhưng mà chị lấy xỉ hay lấy gì đấy. Tiếp tục cho em mã hàng này luôn là T56. T56 cho em xin áo gió nam đi ngực. Mấy áo gió nữ nào.
Áo gió nữ trên xin lốt cái hàng 115.000 vào đây, 119 đấy, để em xả lốt 115. Cái áo có cái sọc và xong có cái rút buông ấy. Mã này mọi người lên đơn cho là T56. Lên cho em sang là T56, các chị nhìn lớp nót này, em xả 99.000, 40 cân đến 60 cân có size vừa. 40 đến 60 cân ok chị Nhân Chu có, tặng 10.000 ok chị Tuấn Nguyễn có. Thế mã này mọi người lên đơn cho em mã này luôn là T56. Bộ bé cho bé gái 35 cân rồi. Ôi chị, tạo em tí xem còn không nhá. Mã này lên cho em là T56 cho em. T56 mẫu áo gió 3D của nam nhé mọi người nhá. Cái này là chỉ chốt cho các bé nhớ nhớ size thôi. Từ tầm 40 cân cho các bé đến tầm 60 cân. Chốt cho em là T56. Em Thanh Lý các chị yêu còn gì ạ? Thanh Lý các chị yêu còn 99.000 đồng T56. Rồi ok chị, lên mã vào đấy cho em nhá. T56 và kèm số điện thoại cho em. T56 kèm số điện thoại em lên đơn. Rồi tiếp cho em mã T57 này. Chị nào nhận cái áo này rồi cho em xin một cái feedback này. Thật sự mọi người luôn. T56 rồi ok chị. T55 cho bé trai 24 cân cho Minh Nhật. Cái mã này các chị lên đơn. Đó 13. Thế à chị? Tại vì là cái giày thể thao này ấy, các chị ơi, hôm mà em chốt cho mọi người em cũng nói rõ rồi. Cái mã này của em nó là size của nhỡ size. Nên là chị nào mà mình muốn mua, các chị đi các chị mua chênh cho em 1 đến 2 size nhá, cứ mua chênh cho em 1 đến 2 size là vừa. Còn nếu như các chị mua cho bé là các chị cứ đọc chuẩn size, còn mua cho các chị ấy, bò nam 50 cân còn không anh ơi? Cái này các chị lên tiếp cho em mã hàng T57 này. Em chào chị mẹ Đức Duy nhá, lên cho em mã này luôn là T57. Mẫu áo này nó đẹp tuyệt vời luôn ấy. Đây cái mẫu này em mặc vào size to rồi. Mẫu này em trang bị mặc vào size to rồi các chị ạ. Đây. Các chị chốt em con này là T57 đi, con áo gió này là gió thô. Bên trong cái chất nót của nó này hàng đẹp cực kỳ luôn. Em xả lốt cho các chị yêu là 115.000. Mã hàng T57 cho em. T55 rồi ok chị Nguyễn Thị Hàng, T55 không còn size 31 đâu. Các chị nhìn cho em này. T57 cho em ạ. Đã nhìn cái lớp nót của nó là đảm bảo các chị là hàng đẹp chuẩn luôn. T57 cho em có size nhá. Hàng này nhà em là có size. Có size từ 40 cân nhá cho đến 60 cân. 40 cân cho đến 60, chị nào cao thì chốt em đến 62 cân. Lên cho em mã hàng là luôn là T57 nhá. 115.000 đồng. Trước em nhận áo này rồi đẹp lắm. Cảm ơn chị yêu. Chân tuyết còn không? Em còn chị ơi. Cho em xin mã này luôn ạ. Mã hàng T57 ạ. Giày này cho em màu đen với màu hồng size 40 rồi ok chị Thủy Hoàng. T57 cho em màu hồng này. Đi đẹp lắm mà, đi nó dễ chị. Tí nữa em lên lại cái mã đấy cho chị Thủy Hoàng. Không thì ngày mai các chị nhá. Ví dụ như ngày mai các chị hỏi nhân viên xem còn mẫu gì thì các chị lấy hộ em nhá. Còn mẫu gì các chị lấy hộ em. Mã hàng lên đâu là T57. Ok cho chị mùa hạ T57, T55 chị Nguyễn Thị Hàng. Lên trên trang mã hàng luôn là mã T57. Kèm cho em số điện thoại em chốt đơn. T57 cho em màu này, màu cam này mọi người này. Đẹp quá mọi người ơi. Chốt cho em mã hàng này là T57 đi ạ. T57 em bán các chị yêu giá của nó còn 115.000. Thề luôn không bằng tiền các chị đi ra chợ mua con áo cộc nhá. Chợ toàn bộ chất liệu nó là vải thô như này. Chốt cho em mã hàng này luôn là mã T57 ạ. Màu này của em màu cam này. T57 kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Màu đen tiếp tục này. Rồi ok chị Hồng Thư này, chăn tuyết cho bé, chị chăn tuyết bé. Cái chăn bé còn không anh ơi? Hình như còn một cái màu đỏ hay sao ấy. T57 cho em màu này là màu đen. Chốt cho em mã hàng này là mã T57 nhá. Đây, màu đen này là đúng size của em mặc này. Vặc một phát vào là nhìn thấy, nhìn thấy nó vừa vặn luôn. Được chưa? Lên cho em mã hàng T57, hàng này của em là có size luôn ạ. Đấy, mặc rất là trẻ, rất là đẹp luôn. Mà mặc cái loại này các chị dễ chịu cực kỳ. Nhiều khi là các chị lích kể cả mùa đông lạnh ơi là lạnh nhá. Các chị lích cho em thêm mấy con áo len. Làm gì mà cái mẫu này chiều nay còn anh. Cái mẫu giày tiểu thư này chiều nay chốt nhiều lắm. Cái mẫu đôi giày hôm qua em bỏ lại em đi ông ngoại ấy. Lên cho em mã hàng luôn là T57 và kèm số điện thoại cho em màu đen này. T57 màu đen nhá. Chị Hoa Trần gì giày cho bé trai còn chị ơi, à chị Hồng Trần còn. Con mừng là T57 ạ. Bình Dương nhà em vẫn chưa gửi được á chị, không chỗ nào nhận cơ ấy. T57 cho em màu xanh này. Chốt đội em là T57 và kèm số điện thoại giúp em. T57 kèm số điện thoại. Em bán các tình yêu giá của nó. À, hôm trước thằng Thắng vào đây kể chuyện là hình như là Viettel nó đang nhận ở trong miền trong ấy, nhưng mà đi chậm lắm cơ. Lại đi chậm lắm cơ các chị. Đấy, chốt đội em mã hàng này luôn là T57 và kèm số điện thoại cho em. T57 và kèm số điện thoại cho em. Em bán các chị yêu giá của nó là còn 115.000 nhá. 115.000 đồng. Đây cái này nó đang bị cái khóa nó chui vào đây. Đây là màu xanh ngọc rồi các chị này. Màu đẹp lắm. Các chị thích rút hai bên cũng được mà không thích rút hai bên cũng được. Rồi ok chị. Ok chị gái luôn. Chị Lan Lan Trần có T57. Chốt cho em là T57 và kèm số điện thoại cho em. Lên bộ bé gái có hàng. Đây đôi giày. Cái giày trẻ thể thao này có nhiều không? Đây là giày người lớn này các chị này. Đây là giày người lớn này. Đâu nhỉ, sai đâu rồi. Chốt cho em mã này luôn.
Size 37 đâu ta? Thôi đi size 38 vậy. Trời ơi. Mẫu này là anh ơi nhìn của em size nè. Úi dồi ôi, mẫu này nó đẹp lắm nhưng mà cái mẫu này nhiều gì anh? Không là lên được 1G là thôi ngày mai là lại vỡ mồm luôn ấy. Lên cho em mã hàng luôn là T58. Có quần u mì bé trai trên 30 cân không? Em không có, em chỉ có quần nè. Vừa nãy em like đấy thôi. Mọi người ơi chốt cho em mã hàng T58 này. Đẹp lắm. Chị nào mà thích đi giày chẹt là không được bỏ qua mã này. Còn quần cho bé 6 tuổi tầm 20 cân mặc đi học không á chị? Từ từ đã để em nghĩ đấy nhá. À có cái quần u mì á chị ơi. Có quần u mì. Đợi em một tí nhá mọi người. Đợi em một tí để em sâu xỏ cái dây giày này cái các chị nhá. Lên cho em mã luôn, mã T58 cho em. Khổ lắm, một mình phải làm hết đấy mọi người. Không có ai làm cho đâu. T58 và kèm số điện thoại giúp em. T58 và kèm số điện thoại giúp em. Em bán các tình yêu giá của nó là còn là 69.000 đồng. Chốt của em là T58 với. Lên mã của em là T58. Quần nan 65 cân có. Cho em xin cái quần ấy nào. Úi dồi ôi. Cái quần thô nào. Thô hay xỉ đóng không? Bỏ đây đi. Bán lẻ đi. Mã hàng T58 cho em. Đôi này cực đẹp luôn ấy. Mà chỉ sợ là ít hàng ngày mai này. Kiểu như là ngày mai các bác lại không đủ size để chốt ấy. Con này phải nói là giày của nó. Chị nào thích đi giày thể thao là phải chốt được con này. Giày thể thao hoa cúc còn chị ơi đợi em tí ạ. Đây mọi người ơi đợi em một tí nhá. Em có nhiều giày dép lắm. Đây mọi người ơi. Nói chung là hàng này nó đẹp vô cùng luôn. Đấy chứ, mẫu này nó đẹp vô cùng luôn. Mã này các chị lên đơn cho là T58 cho em. Đọc sai của em cái nào. T58 hộ em ạ. À. Này đẹp lắm mọi người ơi. T58 em có size 3 mấy đây nhỉ? Đây là size 36 này. 36 này. 37 này. Bạn đến 40. Có từ 36 đến 40 xem các cái gì khác nó có 35 không nào. 37 đến size 40 cho em ạ. À. Lên cho em mã hàng là T58. Con này đẹp cực kỳ luôn. 69.000 đồng một đôi. Chốt là em là T58 và kèm số điện thoại. Con này toàn bộ hàng Quảng Châu nhá. Con này em cầm đúng ở cái đôi size 38 các chị ạ. Cầm đúng vào đôi size 38. Đây em xỏ lên để cho các chị nó phùng phùng lên cho các chị nhìn thấy thôi. Lên cho em mã hàng luôn là T58, 69.000 đồng một đôi. Chốt độ em T58 có lại theo này. Theo nhá các chị nhá. Đấy rồi lên cho em mã hàng là T58 cho em kèm số điện thoại 69.000 đồng một đôi. T58 chị Nguyễn Ngọc Ánh cho chị Đức Nguyễn có T58. Cho chị Nguyên Tô có T58. Đôi này đẹp thật sự luôn mọi người. Toàn bộ hàng này của em là hàng Quảng Châu nhá. Đấy mã hàng của em này. Mã hàng của em Trang là T58. Cách số điện thoại cho em. Được chưa? Cách size, cách số điện thoại cho em Trang. Các chị nhận đơn hàng 69.000 đồng T58. Chị Hà Văn Nguyễn có quần u mì người lớn á. Bình Dương dạ em chưa ship được rồi chị ơi. Chốt cho em mà nói chung là bình dạo này miền Nam nhà em chưa mất một nửa khách hàng luôn. Mà nhà chắc nhà nào cũng thế thôi. Chốt cho em mã hàng T58. Cái mẫu đấy chiều lên rồi chồng. Chiều lên hết mẫu này là mẫu T7 rồi. Chiều lên hết mẫu này là mẫu T7 rồi anh ơi. T58 và kèm số điện thoại cho em. T58 và kèm số điện thoại cho em này. Em bán các tình yêu giá của nó là còn 69.000 đồng T58 nhé. Chốt T58 cho chị Đỗ Thị Vân Anh ok. Quần bộ có bộ pyjama không? Chưa có bộ pyjama 37 cân đâu chị ạ. Pyjama 37 cân năm nay nào lại không về hàng nhỉ? 69.000 này. Bước ra đi T58 kèm số điện thoại. Đây bộ bé đây. Bộ này trai mặc được gái mặc được. Chốt T59. Chốt cho em là T59 và kèm số điện thoại. Có nhá. T58 chị Lê Hoài Thu có nhá. Chị An Sỉ Zalo. Mã này mọi người lên đơn cho mã hàng T59 này. Rồi ôi, bộ này sale luôn 39.000 đồng đấy. Các chị nhìn cái chất của nó này. Toàn bộ nó là chất cốt tông dẻo. Ưu điểm của nó là mềm. Co giãn tốt nha các chị nha. Nhưng mà không bị rão, không bị chảy. Mã này các chị lên đơn là T59 cho em. Cái này có size từ 8 đến 18 cân 5 tuổi phải không? 8 đến size 18 cân 5 tuổi. Chốt cho em mã hàng T59. T59 cho em, chị Diễm Nguyễn có T58, chị Nga Lê Thúy có T58, T58 các chị chốt đi. Nếu như mà chị em mình thích đeo những cái dòng giày chẹt dáng thể thao như vậy, mọi người chốt đi, tại mã này rất là đẹp luôn. Mã này mọi người lên đơn cho em Trang là T59, size từ 8 cân nha mọi người, đẹp lắm. 8 cân cho bé đến tầm khoảng 18 cân 5 tuổi này. Toàn hàng Quảng Châu lô này, thanh lý này các bác này. Chốt cho em mã hàng luôn là T59 nhá. T59 kèm số điện thoại cho em ạ. Ngày mai nhớ chú ý điện thoại nha mọi người. T59 kèm số điện thoại em chốt đơn. Cho em bán các tình yêu giá của nó là còn là 39.000 đồng một bộ. Chị Giang Nga có T58. Cái này mọi người lên trên Trang là T59 ạ. Kèm số điện thoại cho em. Ok chị Vân Nguyễn có T58.
Cái mẫu này sợ là còn ít lắm ấy. T59 là kèm số điện thoại cho em. T59 kèm số điện thoại cho em này. Chốt cho em là T59 đây thêu này. Thêu hình con chim cánh cụt này xinh lắm. Chốt cho em là T59 nhá, size cho bé từ 8 cân cho đến size 18 cân. Em nói thật các chị ra ngoài các chị mua nguyên cái áo này thôi 39.000. Mua nguyên một cái áo cổ chui như này cho bé cứ tầm 350.000 rồi. Chốt cho em mã hàng là T59. Lên giày thể thao hoa cúc. Anh ơi cho em xin mã giày thể thao hoa cúc, à mã đằng sau đúng không? Chốt cho em mã luôn là mã T59, đợi em tí nhá. T59 cho em lấy mấy bộ comment mấy bộ vào đấy cho em luôn. Đẹp lắm. 39.000 đồng, 39 anh ơi. T59 là chị Hoàng Yến Trần Hương. T59 em chốt chị Nhàn Đinh, em chốt chị Vân Nguyễn này. Chốt cho em là T59 và kèm số điện thoại cho em. T59 ạ, kèm số điện thoại cho em ạ. Đấy, em bán các chị là 39.000 cả bộ như này này. 39.000 đồng cả bộ như này. Lên là T59. Chốt cho chị Vân Nguyễn này. Lên của em là T59 kèm số điện thoại, nó có 3 màu. Màu rêu này, màu hồng nhạt và màu hồng đậm cho em. T59 kèm số điện thoại em chốt đơn. Ok chị Huy Trương có. T58 là chị Diễn Nguyễn. T59 3 bộ, ok chị Giang có. T59 là chị Nguyễn Hoa, ok chị. Cái giày hoa cúc này nó có mấy màu anh ơi? Em chả biết được nó có trơn với cả đính đá như này, hoa cúc như này này. Chốt cho em mã hàng này là T60 nhá, T60 cho em. Size từ 33 đến size 39. 33 đến size 39. Những cái mẫu này ấy, thật ra là em không khuyến khích là các chị mua cho mọi người. Mà em, đây là mẫu của hàng dòng nhỡ size. Mọi người nghe nhá, đây là dòng giày của dòng nhỡ size. Em xả luôn 67.000. Mã hàng này các chị lên đơn là T60. T60 cho em mẫu hoa cúc này và mẫu trơn. Màu hồng là trơn, màu đỏ là hoa cúc. Chốt T60 cho em. Em xả 67.000, size 33 đến 39 đúng không? Ui, T59 cho chị Nhiên Quách, cho chị Hoài Ngô, cho chị Hằng Mary, cho chị Dung Hạnh, cho chị Thủy Hoàng, cho chị Trương Hoa. T59 em chốt tiếp cho chị nào đấy ạ? Chốt là T59 cho em. Chị Lê Hoài Thu có, chị Hoa Vũ 2 bộ, ok. Comment là T59 kèm số điện thoại, ok chị Hoàng Trang. Cái mã này các chị lên đâu là T60 nhá. T60 cho em ạ. Chị Nga Lê Thúy lên cho em là T60. Bây giờ em lên gộp tất vào đây này. T60 gộp tất cả mẫu đá đi ngay. Gộp tất cả mẫu đá đi. Ngày mai các chị thích lấy hoa cúc thì lấy, mà các chị thích lấy đá thì lấy. Comment mã T60 67.000 đồng hết cho mọi người. 67.000 đồng T60. Kèm cho em số điện thoại nha mọi người ơi. T60 size 33 đúng không chồng? 34 đến 39. Chốt T60 cho em. Mẫu này là mẫu hàng của bé nhá mọi người ơi. Mẫu này hàng chính thức của em, nó là hàng nhỡ size, chứ nó không phải hàng của chị em mình. Nhưng mà ví dụ như chân em này, bình thường chân em đi 37 thì em đi 38, 39 đều vừa. Cái mã này các chị lên đơn cho là T60 và kèm số điện thoại cho em. T60 và kèm số điện thoại cho em ạ. Em bán các tình yêu giá của nó là còn 67.000. T59 cho chị Nguyễn Thu Thảo, cho chị Trần Nghị Tuyết Tuyết, ok chị. Hoa cúc và chị. Hoa cúc cột dây á chị. Hoa cúc cột dây mã nào ta? Hết rồi chị. À còn 37, 38. Chị ơi hoa cúc buộc dây là còn 37, 38. Nhưng mà chiều nay cũng nhiều người chốt lắm anh ơi. Má này mọi người lên đơn là T60. Màu này của em là màu đen đá nhá. Ngày mai nhớ chú nghệ thoại cho em nhá. T60 màu đen đá cho em này. T60 màu đỏ hoa cúc này. Chốt của em là T60 và kèm số điện thoại đây. Em đeo thử cho mọi người đơn màu đỏ. Em đi 3 màu nổi nhất trên người em, màu đen, màu trắng, màu đỏ cho các chị. Đây này, bình thường em đi 37 này. Bây giờ em đi lên 38, 39 này. Đó. Mẫu giày này đi cực sướng luôn các chị ạ. Đi những cái mẫu giày như này là sạch này. Sạch chân này, êm chân này các chị này. Giày chân sạch chân, êm chân cho em. Mã hàng này lên đơn trên trang là T60. Mọi người ơi có nhìn được không ạ? Mọi người có nhìn được không ạ? T60 cho em nhá. T60 và kèm số điện thoại cho em, không có 40. T60 cho em kèm số điện thoại này. Ngày mai chị em mình lấy đá thì lấy nhá. Lấy như nào cũng được. T60 cho em ạ. Em chốt cho các chị yêu giá của nó là còn 67.000 đồng một đôi. Cái này các chị đi ra ngoài các chị mua toàn trên 100.000 nhá. Toàn trên 100, 120, 130 hết. Chốt cho em là T60 và kèm số điện thoại cho em. T60 giày của người lớn á chị. Con giày VIP này liệu lên được không? Sao chồng không cho em cái hộp vào đây. T60 đây em lên đó các chị. Mã này này. Nhưng mà còn có 36 đôi thôi nhá. Cái mã T10 anh thử search trên T10 buổi chiều nay xem nào. T10 buổi chiều nay xem có nhiều người chốt không nào. T60 chị Đặng Thanh, T60 chị Vân Nguyễn ạ. Lên của em là T60 kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Thu Thảo ấy lấy gì ạ? Giày dài dàn di hình như hết hàng rồi sao chị? Giày dàn di còn. Còn à? Đây cái mã này các bác ơi, đây nó là hàng xịn lắm. Nhưng mà anh thử xem cái buổi chiều nay chốt T10 nhiều lắm không? Luôn. Cái mã này mọi người lên đơn cho em mã này luôn ạ. Thế thì lên nhiều đơn để làm gì? Comment cho em mã này luôn là T61 nhá. Em có đúng 36 đôi thôi nhưng mà chỉ sợ là
Bây giờ chắc chỉ chốt được 35 và 39 thôi, à 36. 36 và 39 thôi. 37, 38 chắc chắn là ngày mai chốt nhiều rồi. Mã này các chị lên cho em mã hàng T61, em bán 69.000 đồng. Các chị nhìn cho em cái giày của nó này. Trời ơi, hàng nó đẹp mê ly như thế này luôn. Nhẹ như không đeo nhá. Con này là đảm bảo các chị yêu là nhẹ như không đeo luôn. Chốt mã hàng T61 cho em. Chờ, thôi chắc bây giờ chỉ chốt 31 là 36, 2 là 39 thôi. Cái này có đến 40 mà đúng không anh? À 36, có đến 40. Cái này là chốt còn 36 này, 39 và size 40. Tại vì 37, 38 chắc là chiều nay, trưa nay chắc là chị em mình chốt nhiều rồi. Bây giờ các chị chốt lốt cho em size 36 đến size 36 này và size 39, 40. Chốt cho em mã hàng là T61. Mỗi chị chốt cho em một đôi này đi. Đầy trắng có buộc lơ gái nhỡ rồi, ok chị. Ok không vừa, ok chị Vân Phan. T60, à T61 cho em. Cho chị Định Thanh T61, cho chị Hà Vân Nguyễn T61. T61 này của em là chốt từ 36 đúng không? 36 hình như không có 35, đôi này đi nó đẹp kinh khủng luôn, nó nhẹ, hàng của nó là hàng xịn các chị ạ. Nè. Chốt là em mã hàng này luôn là T61 cho em ạ. Các chị ơi, em cho các chị quay một vòng, nó là hoa hậu đấy ạ. Đẹp lắm. Chốt là T61 cho em ạ. Rồi ok. Chốt em là T61 nhá. Kèm số điện thoại cho em xem giày bé trai đi em ạ. T61 cho em ạ. Em bán các tình yêu giá 69.000 đồng. T61 69.000 đồng nha mọi người nhá. Mọi người chốt em mã hàng T61 kèm số điện thoại. Đây em có cái mẫu vơ sạc này là chiều em chưa like này. Cái này các chị lên đây là T62 cho em. Mẫu này của em sẽ chốt được size từ bao nhiêu đây? 38 này. 37 này. 38 này. Cái mẫu vừa sạc nhiều không đây? 36 này, 35 này, đến 39 này. Con này em có đến 39, size 35 đến 39. T60 ok chị Lê Cúc, T61 chị Long An. T61 nó chỉ đáy màu đấy thôi chị. Chuẩn màu luôn đấy, tại vì em không có like bằng art đâu. Mọi người ơi, nhiều nhà người ta like art xinh lung linh các thứ đẹp lắm, nhưng mà nó là like art, nó không chuẩn màu. Còn nhà em là like cam thường cho mọi người nhá. Nhà em là like cam thường cho các chị. Các chị nhận hàng là chuẩn màu, và nói chung là nhiều khi nó còn đẹp hơn trên like cơ. Đấy, ngày trước em còn đầu tư đèn like, nhưng mà về sau cái mắt của em nó bị nhìn đèn nhiều quá ấy. Nhìn đèn nhiều quá là cái mắt của em nó kém. Thế là em sợ quá là em phải ngưng đèn luôn. Nên là hiện tại bây giờ nhà em cũng chỉ có 2 bóng em đang like thôi. Chưa ngày like lại còn quên không bật một bóng, nó mới nhục chứ. Đây, em sẽ lên cho chị luôn. T61 cho chị Phương Thu. Chốt cho chị Nguyễn Hường T61. Cho chị Bình Minh T61 3 đôi. Cái này mọi người ơi, lên cho em, à tất mọi người hỏi nhiều lắm đấy. Lên cho em mã luôn là T62. Chỉ mỗi cái em không lấy hộp thôi. T62, đôi này em có size từ 35 đến size 3, đến size 39 này. Các chị nhìn lớp nót của nó này. Size 35 cho đến size 39 nhá, 69.000 đồng. Đây nó theo cái hình này, nó dập cái hình này. Chốt cho em mã hàng luôn, mã hàng T62, size 35 trở lên cho đến size 39, em bán cho các tình yêu giá 69.000 đồng. Chốt là T62 cho em ạ. T62 và kèm số điện thoại giúp em. Nhanh lên rồi em, T62 là em đau chân đi. T61 rồi ok chị Khánh My. Lên cho em mã hàng luôn là T62 nha mọi người. Size 35 cho đến size 39 ạ. Đẹp lắm. 69.000 đồng một đôi. Đây chị nào thích chẹt thì các chị lấy cho em mã này. Cho mọi người nhìn được không? T62 và kèm số điện thoại giúp em. T62 và kèm số điện thoại cho em ạ, 69.000 đồng một đôi. Cái hình vơ sạc này nhá. Lên cho là T62 kèm số điện thoại này. Chị mua giày rồi đẹp lắm em ạ. Cảm ơn chị Giang Tô. Áo mà không còn hàng đâu chị Sinh Hoàng Sapa. T62 chị Phạm Tuyết này. Chị ơi còn chiếu điều hòa chiều, chị chốt đơn cho em à. Có chị Nguyễn Liên ơi. Em bảo này, đơn buổi chiều là chị em mình dồn vào đơn tối. Ngày mai nhà em mới có các bạn chốt đơn nhá. Ngày mai kia mà nó nhiều hẳn đơn lên ấy, thì em sẽ cho, em sẽ tách highlight. Tách riêng highlight và không gộp like nha mọi người. Chốt cho em mã hàng luôn là T62. Cho chị Phạm Tuyết T62, cho chị Vân Huynh T62. Này mọi người ơi, có thích chốt này. Hàng giày dép của em này, em nói luôn này. Những cái con này các bác đi ra ngoài các bác mua bao tiền ạ? Ôi trời ơi, thảo nào nó đẹp như này. Thảo nào mình thấy ông nội gọi là cất luôn vào tủ hai đôi. Người ta bảo là bố làm gì ấy, bảo cất cho bé gạo. Anh ơi cái này còn màu đậm. Cái này từ 35 đến 39 em xem sai rồi. Cái này còn hồng đậm nữa chồng ơi. Màu này ít lắm, màu hồng đậm nhiều hơn. Mã này là 69.000 đồng T62 cho chị Vân Huynh. Áo gió đằng sau có, chị Trúc Đào có T62. Chốt cho là T62 và kèm số điện thoại cho em nhé. Dép đi trong nhà, chị dép đi trong nhà như hôm trước còn. Cái mã lên đơn là T62 cho em ạ. T62 kèm số điện thoại cho em ạ. Em bán các tình yêu giá của nó còn 69.000 đồng một đôi. Này cầm luôn cái này ra đấy đi, không ngày mai lại lẫn lại hết rồi.
Đợi em một tí xem lên hàng tiếp cho. Cái này các bác lên đơn cho là T63. Tắt này. Tội gì các chị mua kèm vào đơn hàng đi. Chị nào xác định đặt hàng cũng chốt nhé. Tại vì em bán những cái giá gọi là lợi nhuận thấp. Để em đi gọi là nhiều sản phẩm một đơn hàng thôi. Cái mã các chị lên đơn là T63 cho em. T63 cho em Trang. Em chốt cho các chị 59.010 đôi luôn. Mọi người nhìn cái cổ tất cho em này. Nhìn cái chất tất này. Đấy ạ. Mọi người ơi, 59.000 đồng 10 đôi T60. Ừ, sao có hộp cầm hộp cho em để lên này. T6 mấy đây nhỉ? T63 cho em, mẫu này là Gucci này. T63 cho em kèm số điện thoại này. T63 mẫu này là một màu đi các chị ơi. T63 một màu. T63 cho em 59.010 đôi. Chào Linh xét nhá. Nhét hồng có 32 cân có chị ơi. T63 mẫu này của em mẫu bò sữa. Mẫu này của em mẫu Gucci. Comment cho em mã hàng T63 kèm số điện thoại. Ủi ghép hàng đỉnh cao luôn các chị. Các chị nhìn cái đế của nó là mọi người biết. Con này đeo nhẹ như không luôn các chị ạ. Con này các chị bé đeo nhẹ như không 100% là da đế da này các chị này. Đeo nhẹ đẹp nha mọi người nhá. Đeo con này vừa nhẹ vừa đẹp. Con này đeo đi chơi Tết vẫn xinh. Tí nữa em sẽ lên cho mọi người. Mã hàng này các chị lên cho là T63 cho em. Trời ơi. T63 xem giày màu trắng à. Ok ok, đợi em một tí xíu nữa nào chị Hiền Nguyễn. T63 và kèm số điện thoại cho em. T63 và kèm cho em số điện thoại em chốt đơn. T63 kèm số điện thoại em lên đơn. Em bán thanh lý cho các chị yêu giá của nó còn 59.000 đồng 10 đôi. 59.000 đồng 10 đôi chốt cho em mã hàng T63 và kèm số điện thoại. T63 và kèm số điện thoại cho em ạ. Bò sữa cậu Gucci ok chị Phạm Tuyết ạ. Lên cho em T63 nha mọi người ơi. Dép em đã lên đâu chị. T63 và kèm số điện thoại cho em. Đây là mẫu bò sữa của em này. Em bán 59.010 đôi T63. Mẫu này của em là mẫu một màu này. T63 một màu này. T63 mẫu này của em là Gucci này. T63 cho em ạ. Xem lại bé giày 3 tuổi. Ok chị. Cái này là tất của người lớn. Các chị ơi, tất cổ ngắn của người lớn ạ. Đẹp lắm. T63 10 đôi chị Đức Nguyễn ạ. Các chị ơi, lên cho em mã này luôn ạ. Rồi ôi, bé gạo nhà em thật ra là em chưa. Cái bé gạo chắc không đi vừa đúng không anh? Bé gạo nhà em có đi vừa cái này đâu. Mà hôm kia nhỉ anh nhỉ? Hôm kia mẫu này về hôm kia em kìa nhỉ? Chị nào có Zalo của em nhỉ? Em về mẫu này cách đây tầm 3-4 hôm rồi. Thì là lúc mà nhân viên bốc hàng ấy thì là nó rơi ra một đôi. Thế là ông nội nhà em thấy đẹp quá là cất lên tủ. Em mới hỏi là thế bố cất lên đền gì mà cất cho gạo. Nhưng mà bé gạo nhà em không có đeo vừa. Mã này là bé gạo nhà em không đeo vừa. Mã này là size nhỡ, bé gạo không đeo vừa đâu. Khổ nhưng mà kiểu các ông bà già ấy các chị, là cứ nhìn thấy hàng đẹp là cất đi cho cháu ấy. Đấy, kiểu cứ nhìn thấy đẹp là cất đi cho cháu. Nhưng mà gạo đã đeo vừa đâu, mã này là gạo chưa đeo vừa. Chốt cho em mã này là T63 đi đã này. Ok, chị Đỗ Thị Vân Anh cho chị son nò có. Chốt cho em là T63, em cảm ơn chị Quỳnh Như nhá. Cảm ơn cho các chị đã tăng bạn bè và ủng hộ em. Các chị ơi, cho em xin một nút thích page đi nào. Chị nào chưa bấm thích page, chưa bấm thích trang page cho em xin nút nào. Chị nào chưa để chế độ theo dõi, để chế độ theo dõi cho em. Mã này mọi người lên đơn là T63 hộ em nhá. Đây là mẫu Gucci. Chị Hải đang ok chị gái. T63 chị Khánh My ok chị. Đây này, màu của nó đây này, 59.000 hẳn 10 đôi như này. Nhà khác bán rẻ nhất cũng toàn 69.000, 74, 75.000 đồng thôi. Chốt cho em mã hàng luôn là T63 nhá. Kèm số điện thoại cho em. Đơn hàng hôm trước á. Rồi ôi, gọi điện chốt đơn chưa Linh ơi? Gọi điện chốt đơn rồi là đi đơn rồi nhá. T63 và kèm số điện thoại. Rồi ok, ok chị gái Nguyễn Liên T62 rồi ok chị Thủy Hoàng. Cái mã này tiếp tục cho em này. Nào lên zip giày dép cho các chị yêu. Nhưng dép phải đẹp lắm nhưng mà sợ là nó không còn hàng ấy. Đây cái mẫu này thì là mẫu hôm qua em để lại. À đây, kia rồi T63 của em còn mẫu con gà nữa này. T63 em xin lỗi mọi người, em còn một mẫu con gà nữa này. T63 em còn mẫu con gà. Ngày mai em cứ rơi hết các màu lên đây cho mọi người nhá. Mọi người chốt cái gì thì mọi người chốt. Cho các chị được chốt đơn nó thoải mái luôn. Được lựa chọn thoải mái. Mã hàng của em Trang là T63 và kèm số điện thoại cho em. T63 và kèm số điện thoại em lên đơn. Được cho em bán cho các chị yêu giá của nó còn 59.000 10 đôi. 59.000 đồng 10 đôi T63 và kèm số điện thoại. Lên dép kiểu các chị. T63. Tất nam thì như em chỉ còn tất nam cổ ngắn thôi mọi người ạ. T63 cho em. Đầm á chị ơi, đầm có chứ. T63 nhá, 59.000 10 đôi. Cái dép này size từ bao nhiêu? Dép này của em Trang mã hàng T64 hoặc hay là comment là dép bé đi, hay là comment là dép bé, dép xịn và kèm số điện thoại đi. Xịn thật sự luôn các chị. Mã này mọi người lên cho em Trang luôn này. Trời ơi. Đẹp quá, bé gạo không đeo vừa này, bé nhà chị không đeo vừa à? Single là xinh luôn.
Đây, dép 0202 hàng Quảng Châu. Chốt cho em mã này luôn, mã dép, mã hàng T6, mã dép xịn đi. Kèm. Hay là T64 nhá. 26 đến size 30 à? Các chị nhìn này, toàn bộ 100% là bằng da. T64 cho em. Được chưa? T64 này em sẽ chốt cho các chị giá còn 69.000 đồng thôi. 69.000 đồng thôi, T64. Có hai màu thôi đúng không anh? Năm ngoái mình nhập vào 115 á. Bán 125 á. Mã này các chị lên đơn cho em mã này luôn là T64 cho em. T64 nhá mọi người ơi, T64. Lấy 2 đô comment 2 đô em bán các chị yêu giá của nó còn 69.000 đồng một đôi. Gọi là đúng bằng tiền các chị đi ra ngoài chợ mua một đôi dép nhựa cho bé. Chân váy xem đi dài qua đầu gối còn không anh? Chắc không còn hàng đâu chị ơi. T63 chị lông nghiệp cây giống ok tình yêu. Trời ơi. Ủa thế sao cái mã này nó ở đâu một chiếc ta? Mã này nó ở đâu một chiếc em? Ô em nghĩ bé gạo chắc không đi vừa size 26 rồi. Ơ cái này có lẻ đâu một chiếc anh ơi, tí này mất này. Lên cho em mã hàng T64 nha mọi người. Hả? Thế nhưng mà em có cần đi đâu đâu. Buồn thế. Bé nhà chị bằng tuổi gạo. Gạo bé quá. Rồi ạ, khổ. Em phải thấy ông nội nhà em gọi là hì hục cất đi. Cất lên tủ chỗ lâu đống giày dép của thằng An. Rồi ôi. Kiểu như ông, các ông bà là thấy xinh quá ấy các chị. Xinh quá. Mã này đến mình cũng thấy xinh luôn các chị nhìn may của nó này. Đấy mọi người lên mã này cho em là T64 cho em là 69.000 đồng. Em đã bảo rồi em bán đúng bằng tiền một đôi dép nhựa các chị mua ngoài chợ cho con nhá. Các chị ơi cứ lên mã vào đấy cho em, không cần em đọc tên đâu. Hôm nay em nói nhiều quá này. Dép nhà em đến size 30. Chị Thanh Nâm có, chị Diệu Hiền Nghiêm có, chị Đỗ Hải Hường 2 đôi, chị Thanh Ngô Thị có đơn, chị Loan Lê có, chị Thùy Dung ok, chị Nguyễn Nhung có T64, chị Đỗ Hà có T64, chị Lương Nguyễn Lương Xuyên có T64 cho chị Hậu Phương T64, chị Thùy Đoàn T64. Chốt rồi em là T64 và kèm số điện thoại cho em ạ. Cho chị Hoa Ô Thanh T64 ạ. Cái này nhà em không chốt được theo tuổi các bác ơi. Nhà em mà không chốt được theo tuổi và theo cân nặng ạ. Cái mã này em chốt theo size ạ, 26 đến size 30. Cho chị Lê Hoài Thu T64, chị Đỗ Hà có rồi ạ. Bình Dương chưa ship được, buồn lắm mọi người ơi. Mã hàng của em sang là T64 nhá. Ok, chị món quà nhỏ có T64 ạ. Comment của em là T64 ạ. Chốt từ 26 đến size 30 mọi người ạ. 26 đến size 30 mọi người ơi. Lên cho là T64, con này em đã bảo rồi ạ. Các chị mua cho bé gọi là đeo đi chơi Tết nó vẫn đẹp nhá, mua cho bé gọi là đeo đi chơi Tết cho em con này vẫn đẹp. Comment mã hàng T64 ạ. Chị Ngọc Nương có T63, T64 luôn ạ. Mã hàng T64 cho em ạ. Kèm số điện thoại em chốt đơn. Em bán ra chị yêu là 69.000 đồng. 69.000 đồng ngày mai nhớ chú nghe điện thoại nhá. Nếu như mà ngày mai nhà em không gọi xong thì ngày kia nhà em gọi tiếp. Các chị ơi, lưu ý này, nếu như mà trường hợp mà ngày mai nhà em gọi không xong, hiện tại đến bao nhiêu đơn rồi anh? Hả? Hai bao nhiêu? 340 à? Ví dụ hiện tại nhá. Hiện à, nếu như mà ngày mai nhà em mà không gọi hết đơn ấy, ngày kia nhà em gọi tiếp nha mọi người nhá. Các chị phải chú ý nghẹn thoại. Mã hàng này mọi người lên đơn cho em luôn này. Ôi. Lên cho em mã luôn là T64. Nhân viên nhà em đây đi uống trà sữa đang gửi video về cho em này các chị này. T64 cho em ạ. Về nghỉ đi, mai nhiều đơn lắm. Ơ hôm nay Hương không đi à? Vẫn còn đang hát ngoài quán này đi. T64 và kèm số điện thoại cho em ạ. T64 và kèm số điện thoại cho em ạ. Đang đợi ly của chị đây này. Nó đang bây giờ nó lại đổ vạ cho mình, đang đợi ly của chị chưa về được đây. T64 cho em nha mọi người nhá. quần lam đi ok chị. T64 chị Nguyễn Hùng cho chị Dung Nguyễn có. Đẹp không cưỡng được cô Trang ơi, nó đẹp quá. T64 cho em ạ. T64 cho chị Tuyết Vui Fan, con này đẹp quá luôn. Thế em đã bảo các chị là buồn cười quá mà đi. Tại vì hôm đấy là cái hộp nó bị vỡ ra các chị. Cái lô này thì ít khi vỡ hộp nhỉ. Cái lô này nó vẫn còn nguyên siêu như này, nó chỉ có mỗi mấy đôi bị vỡ hộp ra thôi. Thế là nhân viên nó ôm vào là nó bị rơi ra, là ông nội nhà em vội vàng là kiểu ông em bị tai biến, ông em đi lại nó hơi khó mà cũng vẫn gọi là lết ra để cất hai đôi dép cho cháu. Rồi ạ. Đấy kiểu các ông bà già nhìn nó yêu ấy mọi người. Thương cháu mà, cũng thế, ai cũng vậy ấy. Rồi ôi. Đến lúc hỏi thế ông bỏ hai đôi dép vào đây làm gì và để cho con gạo. Ở gạo nó to. Lên cho em là T64 mọi người nhá. Em bán các tình yêu giá là 69.000 đồng. Em qua mã này. Ôi trời ơi. Đời em nó nhục.
25 cân đấy chị, 25 cân chắc đi vừa đấy. Tại vì là nó có size đến 30 mà chị. Nó có size đến 30 mà mọi người. Rồi cho em xin cái quần à, cái áo gió nam đi, gió nam còn nguyên màu cam á. Anh ơi cầm vào đây em xả lốt này. Cái mã này các chị lên tiếp T65 cho em này. T65 và kèm số điện thoại cho em này. Lên của em là T65 nhá, kèm cho em số điện thoại. T65 và kèm số điện thoại cho em. Được chưa, em chốt giá cho các chị yêu này. Còn 95.000 một quần. Quần này là chốt từ 40 cân đến size 65 cân, 66 cân đổ về. Các chị ơi quần 2 sọc đẹp lắm. Toàn bộ cái quần này của em nó chất u mì này. Mã hàng T65. Chị Huyền Trương ok, chị gái có T64. Dép kiểu á, dép kiểu của nữ thì có nhiều thôi chị ạ. Còn của nam thì em không có hàng đâu. Đây này, em cái gì dép đá này này, em cũng chưa bán một hôm nào. Nhưng mà cái mẫu này là xỉ nha, em lấy sạch sẽ luôn. Rồi ôi xỉ bảo về bán 70-80 nghìn. Tại vì ở ngoài bán 100-120 ạ. Các chị nhìn này, những cái bản dép đá của em này, đế này mọi người này, đẹp lắm. Tí em lên cho. Mã hàng lên đâu là T65 cho em. Chị Ngọc Thảo Spa có T64. Lâu lâu mới lại được chị gái này vào ủng hộ này. Toàn đơn to rồi. T64 chị Hoàng Thơm, T65 chị Bình Thanh. Comment cho em mã hàng này luôn là T65 nhá. Em bán 95.000 đồng một cái. Chị nào lấy T65 comment T65. Chị ơi dép bé của em là T64 chị ạ. Dép bé của em là T64. Đây mã này của em trai là T65. T65 kèm số điện thoại cho em ạ. Em bán các tình yêu giá 95.000 đồng. 95.000 đồng nhá. Chị nào lấy T65 lên đơn là T65 và kèm số điện thoại cho em này. T65 và kèm số điện thoại cho em 95.000. Được chưa ạ? Chị ơi đồ thu đông của nam có hàng chị ạ. Đây rồi, tiếp đây lên cho các chị dép đá này. Dép đá này xin phép em không đọc tên đâu. Cái mã này ngày mai chị nào có đơn thì đi kèm vào thôi này. Size này bao nhiêu đây? Size 36. Thì còn mấy đôi thì không đọc size thì em biết chốt kiểu gì. 36 này. 36 này. Ôi giời còn nguyên 36 thì sao chết tiệt. 95, 36. Đấy, 36. Còn nguyên 36. Chị nào đi vừa em tặng các chị giá 39.000 đồng. Cái này em còn 4 đôi hay 5 đôi size 36. Các chị lên đơn cho mã luôn là T66 luôn. Kia kìa cái giày kia chồng vứt vào chỗ giày của nó đi. T66 cho em chị Ngọc Khanh có T64, T65 chị Phương Thùy. Giày bé trai 3 tuổi có hàng chị ơi. Cái giày dàn di còn à anh. Mã này mọi người lên đơn cho là T66 cho em ạ. Nguyên size 36 các chị ơi. Chị nào đi vừa em bán tặng các chị lốt là 6 à 39.000 đồng. Ôi dồi ôi. Lổi chân dã man. Đây các chị ơi T66 cho em ạ. Không biết đi kiểu gì. Hì hì lâu quá lại vào ủng hộ em. Đang xin gái cảm ơn chị. Em cảm ơn chị yêu. Đây. Đấy. Lên cho em mã này luôn là mã T66 và kèm số điện thoại cho em. T66 ạ. T66 bây giờ còn nguyên size 36 nhá. Chị nào đi vừa toàn bộ bản đính đá cho em như này ạ. 39.000 đồng ạ. 39.000 đồng mã hàng T36 nhá các chị nhá. Mã của em sang là T36 kèm số điện thoại. Em còn có 4 đôi 5 đôi đây thôi. 4 5 đôi nguyên size 36 nhá. Rồi lên T67 cho các chị đi. Mẫu này của em trang là buổi trưa em like rồi. Mẫu này là xỉ lẻ bằng nhau nhá. Chị nào là khách xỉ hoan hỉ cho em này. Các chị nhìn cái chất của nó này đẹp lắm. Em bán các chị là 100.000 đồng 3 cái T67. Size đến tận 26 cân. T67 của em trang là chốt cho bé từ 14 cân đến 26 cân. Chốt T67. T66 chị Hoàng Thơm. Con trai 50 cân có chị ơi. Lên cho em mã hàng luôn là T67. 14 cân cho bé đến tầm khoảng là 26 cân. Cứ chọn 3 cái nhá. Đây này nó chỉ có gần này mẫu và gần này màu thôi. Có mỗi 5 mẫu, 5 kiểu này thôi. Chốt cho em mã hàng luôn là T37, à T67 cho em. T67 100.000 3 cái luôn. Đó hôm nay chị nào hoan hỉ chốt được cho em mã này toàn bộ chất da cá đẹp. Mã hàng T67 100.000 đồng 3 cái. 100.000 đồng 3 cái mấy chất này là chất lai. Liên tâm này, lên là T67, chị Ngọc Liên T66, chị Thông Điệp T66. Mã này chốt được em là T67 cho em. T67 cho em 100.000 ạ. Các chị ơi em chốt cho các chị 3 cái luôn ấy. 100.000 đồng em chốt cho các chị 3 cái. Mã hàng T67 và kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Vịnh Vịnh ok chị này. T67 chị Quang Lê này. 14 cân đến 26 cân. 100.000 ạ. Các chị ơi có 3 cái như này ạ. Ngày mai nhớ chú nghệ thoại của em nhá. T67 và kèm số điện thoại cho em lên dép kiểu thiết đi ạ. Ok chị yêu. Chốt cho em là T67. Kèm số điện thoại này. Chị Ánh Nhan có T67. T67 chị Cẩm Nhung. Lên của em là T67 và kèm số điện thoại cho em. 100.000 đồng 3 cái T67. Kèm số điện thoại là em lên đâu. T67 kèm số điện thoại cho em là lên đơn. Quả này từ mai lại tiếp tục là không có một ngày nào bị đi ra khỏi nhà. Tiếp tục cho em này. Size 230. Con này của em là có size từ 225 này, 230 này, 235 này, 240 này và 245. Chắc là cũng tương đương từ 35 đến 39.
tương đương từ 35 đến 39. Ôi dồi ôi. Mã này cũng chỉ có 1 gi thôi phải không anh? Mã này em Trang cũng chỉ có 1 gi 35 đến 39. Nói chung là nó size từ 2, các chị nhìn cái đế của nó này, êm lắm. Chị nào lấy mã này lên đơn cho là T68, T67 ghi chưa? T66 rồi, ok chị gái Trung Thu Phạm. T67 là cái áo kìa, 100.000 ba cái kìa. Chốt ai buổi chiều đấy, cái mã đấy là mình bán không có lợi nhuận luôn đấy. Mã này mọi người lên đơn cho luôn là T68 cho em. Đôi vắt chéo dây này. Đôi vắt dây, các chị ơi, dép da vắt dây, các chị lên đơn cho mã này luôn là T68. Chị Vệ Sầu ok có. Cái mã này mọi người lên đơn cho là T68. Trang ơi lên quần con trai 50 cân đi em kìa. Ok, đợi em một tí ha, tí nhá mọi người. Mọi người chốt mã này cho em là T68 đúng không? T68 cho em có 1 gi thôi các chị ơi, có 1 gi này. Được chưa? 39.000 đồng T68 và kèm số điện thoại cho em. T68 và kèm số điện thoại cho em 39.000 mà. Bây giờ đấy em mai nhặt luôn. Tất cả cái vết lá này vào đi. T68 kèm số điện thoại cho em 39.000 đồng. Thay tất nam đây. 59.000 đồng các chị có 10 đôi hai bó như này luôn. Cho các anh đeo một vụ nhá. Đeo một vụ sang năm mất thì mình mua tiếp. Cái áo gió rút dây đi anh ơi. 39.000 đồng. T68 kèm số điện thoại cho em. Rồi chị son nào đợi em tí. Cái mã này mọi người lên đơn cho mã hàng luôn là tất nam kèm số điện thoại cho em. Tất nam nhá, 59.000 đồng đây này, hai bó như này các chị này. Hai bó như này. Chờ cái chất tất cũng ok lắm luôn. Comment hộ em mã hàng tất nam và kèm số điện thoại. 59.000 đồng các chị ơi. Có gì ạ? Có 10 đôi tất nam. Đấy có 10 đôi tất nam như này cho các anh đi này. Chờ comment hộ em mã hàng tất nam và kèm số điện thoại cho em 59.000 đồng 10 đôi. Ơ hôm nay cái chip không đây nào. Xe không chở à? T6 à, cái này lên là tất nam nhá. Chị Nguyễn Thị Lương ok có tất nam. T68 chị Suki. À, dép quay hậu em lên rồi chị. Dép quay hậu của bé à? Của bé gái đúng không chị? Của bé gái đúng không chị ơi? Mã hàng tất nam cho em ạ. Chị Phạm Tuyết ok mình này. Giày trắng đằng sau chưa, tối nay chưa nai đúng không? Giày trắng đằng sau tối nay chưa nai phải không? Ok, đợi em tí xem lên lại giày cho. Bây giờ chắc chỉ lên được mã Mickey phải không anh? Lên tiếp cho em mã hàng này luôn là tất nam nhá. Được chưa? Ok, chị Hồng Tư này. Lên giày bé trai à? Ui dồi, giày bé trai rồi chắc chỉ còn mẫu siêu nhân mẫu đen kia lên được không anh? Ờ đấy, lấy cho em cái... Bây giờ là lên mẫu nào? Bé trai nhá. Bé trai cho các chị trước này, hôm nay chưa like cái gì bé trai luôn á. Mọi người ạ, lên tiếp cho các chị luôn này. Mã này mọi người sẽ lên đơn cho em luôn là T69 à. T69 à. Lên dép kiểu tiếp đi. Tất là mọi người cũng không cần T69 đây. Mọi người chốt đôi giày này 67.000 đồng đi. Đôi này của em, của mình là nó đúc vào cái hàng tít này đúng không? Mã này mọi người lên cho em mã hàng này luôn là T60. Tất nam chị Đức Nguyễn ok chị này. T69 à. T69 người lớn á chị. T69 cho em ạ. Đấy, size từ 34 đến 39 đúng không? Mẫu này là của bé nhỡ size này mọi người này. Chốt cho em mã hàng T69 cho em. T69 và kèm số điện thoại em lên đơn nhá. T69 em xả lốt cho các chị yêu 67.000 đồng. Chị nào chốt mã này lên cho em Trang là T69 ạ. Được chưa? T69 cho em ạ. Size cho bé từ 34 nhá. Cho các bé đến size 40 à, đến size 39 ạ. Mọi người ơi lên cho em mã hàng là T69 ạ. Kèm số điện thoại cho em ạ. T69 nhá mọi người. Mọi người chốt cho em mã hàng T69 ạ. 67.000 đồng. Bé trai 3 tuổi còn. Còn đợi em tí. Thật ra em còn nhiều mã lắm. Hả? T69 cho em ạ. Em bán 67.000 đồng nốt này. Mọi người ơi chốt nốt cho em đi. T69 và kèm số điện thoại. Có hình tròn này. Và có hình siêu nhân. Mọi người lấy cho em mã này là T69. Mẫu đẹp lắm. T69 và kèm số điện thoại giúp em. Rồi đây. Chốt cho các chị mã hàng T70 luôn đi. T70. Đây. Giày màu trắng đây, T70 cho em. Đôi này bé trai đi được này, bé gái đi được, các chị nhìn cái cổ giày này. Riêng cái dòng thể thao cho bé, cái cổ nó làm như này, các con không đi, không bao giờ lo bị đau chân, nhức chân nha các chị nhá. Đấy, không rác cổ chân đâu, các chị nhìn cho em này. Mã này mọi người lên đơn cho em mã hàng luôn là T70 đúng không? T70 cho em ạ. Em chốt cho các chị 67.000 đồng T70. Màu ghi á chị, màu ghi sợ là không còn hàng ạ. Tại vì buổi trưa nay các chị chốt nhiều quá rồi. Màu ghi trưa nay các chị chốt nhiều quá rồi. Bây giờ lên là ngày mai các chị không có hàng. Mã này mọi người lên đơn cho là T70 cho em.
T70 và kèm số điện thoại cho em này. T70 đây chị ơi, T70 cho em ạ. À. Em có size từ 33 đến size 39 ạ. 33 đến size 39 ạ. À 33 đến size 38 ạ. Cái này của em là size 33 đến size 38, bộ bé trai 33 cân còn mẫu nào không chồng? Mã này mọi người lên cho em trang là T70 nhá mọi người ơi, đẹp lắm. T70 kèm cho em số điện thoại em chốt đơn ạ. Em bán các tình yêu giá của nó là còn 67.000 đồng. Size cho bé yêu từ 33 đến size 38. Đôi này đeo cho các con này, đeo đi học này. Vừa ấm chân vừa sạch chân, đeo đi thể dục cũng được tại vì nó nhẹ lắm. Mã này mọi người lên đơn là T70 nhá. Cái này các chị mua bên ngoài hôm nọ chị nào bảo mua 140, 150 đấy. Ở bên ngoài nó cứ dao động từ 120 trở lên hết nha. 120 trở lên đôi này hết. Em bán các chị 67.000. Chốt được em mã hàng luôn là T70 kèm số điện thoại cho em. T70 và kèm số điện thoại em lên đơn. Cho một đôi ạ. Comment cho em mã đi chị ơi. Chị Hiền Nguyễn lên T70 đi, quần bò bé gái 35 cân còn chị. Quần bò bé gái còn đấy anh ơi. 35 cân đấy. T70 cho em nhá. Kèm cho em số điện thoại nhá mọi người nhá. Mọi người chốt được em mã T70. Rồi đấy, áo gió nam đây. Con này còn ít lắm luôn. Chị nào nhận áo gió nam rồi cho em xin mới feedback này. Áo gió nam các chị ơi lên cho em T71. Hàng đẹp, hàng xịn luôn. Chị nào nhận rồi cho em xin mới feedback, còn duy nhất hai màu. Hàng này bình thường bán 139.000. Thì hôm nay em xin phép sale luôn cho các chị yêu ở đây này. Mẫu này là mẫu này màu 1 này. Mã này các chị lên đơn cho là T71 cho em. Xin phép tặng các chị lốt 119.000 đồng con áo này. Các chị nhìn cái chất gió của nó này. Trời ơi, chất gió thô, co giãn này. T70 các chị cứ chốt thôi nhá, chị Cẩm Nhung ok, áo năng mặc hết hàng. Cái này các chị lên đơn cho em chị Hoàng Thơm ok chị. Lên cho em mã này à. Đôi ở bên bên trong trắng bên ngoài hồng là mã này đúng không chị? Đây là huỳnh hoa cúc, nhưng mà hoa cúc này em sợ hết hàng rồi. Hoa cúc này em sợ hết hàng rồi chị ạ. Hoa cúc này chiều nay nhiều chị chốt lắm. T70 mà hình hoa cúc này. Cứ comment cho là T70 hình hoa cúc nhá, ngày mai còn thì chốt mà hết thì thôi. Chị Hiền Nguyễn cứ comment là T70 thôi. Tại vì còn thì chốt mà hết thì thôi. Mã này các chị ơi lên cho em con này T71. Chị nào nhận áo lam rồi nào, chốt cho em là T71 đi nào. Em bán nốt các chị yêu là 119. Mẫu này em trang có size từ 50-75 à chồng. Ui giời ơi, cái đôi giày của em đây này. Ui giời, thế kêu hết hàng. Trời ơi, cái đôi giày hôm nay em để lại đeo đây. Rồi ôi, chị Lê Diễm Thúy chị hỏi mãi luôn ý. Em vừa để lại một đôi này này. Đâu? T70 là giày hoa cúc chứ. À Mickey á. 50-75 đúng không? 50-75 cân ạ. Chốt cho em mã hàng này luôn là T71 cho em 119.000 đồng. T71 cho em, con này không đẹp em cho các chị trả hàng về. Đây là các chị nhìn này. Chất liệu gió của nó toàn bộ là hàng gió thô cao cấp, co giãn nhẹ. Mã hàng cho em trang là T71 cho em 119.000 đồng. Hàng lam, hàng nào em đã bao đẹp cho các chị là các chị yên tâm mà chốt nhé. T71 và kèm số điện thoại cho em. Trời ơi, cái đôi giày này vừa nãy đây này các chị này, em để làm đôi đeo, nó đẹp từ cái lớp da của nó đi các chị ạ. Đẹp lắm luôn ấy. Mẫu này có một, mẫu này có một gì cả. T71 cách số điện thoại cho em. Được chưa? T71 cách số điện thoại cho em 119 nhá. T71 chị Phạm Dung cho chị Nguyễn Thị Hồng Vân. T70 rồi ok chị. T71 đây em có màu cam nữa này. Màu cam còn nguyên mẫu ba sọc này anh. À đây màu, màu cam này có mẫu trơn này. Chốt cho em là T71 nhá. Đẹp quá mọi người ơi, 119.000 đồng. Ok chị Nga Bùi có T71 ạ, chị Quỳnh Như có T70 ạ, lên T71 cho em, đợi em một tí nào mọi người. Chốt cho em là T71 và kèm số điện thoại cho em. Em bán cho các tình yêu giá của nó là còn 119.000 đồng. 119 nhá, 119.000 đồng. T71 cách số điện thoại cho em. T71 cách số điện thoại cho em 119. 119.000 đồng T71. Chị nào lấy T71 comment T71 cho em. Chứ 119. 119.000 đồng T71 cho chị Đỗ Thị Vân Anh, cho chị Lê Hoài Thu, cho chị Giang Tô. Ôi dồi ôi, cái mã này đây, màu cam 3 sọc nữa này. Chốt cho em mã hàng T71, các chị nhìn cái form này. Em bán cho các tình yêu 119.000 đồng. Người ta đến lúc rét người ta bán đắt, mình đến lúc rét mình bán rẻ. T71 và kèm số điện thoại cho em 119. 119.000 đồng. Chị Hoa Ô Thanh có T71. À, dép quay vé đằng sau là 69.000 đồng. Ok chị Ngọc Khanh, chốt một phát T26, T30, T51, T52, T64 này, T66, T67, T70 này. Cảm ơn chị yêu. Mã này mọi người lên đơn cho em mã hàng luôn là T71 cho em. Được chưa? Size cho các anh từ 50 cân đến size 75 cân em bán 119.000 đồng. 119 nhá, T71 và kèm số điện thoại cho em. T71 và kèm số điện thoại cho em.
áo gió này chị mua 4 cái rồi, đẹp không chê vào đâu được. Ôi dồi ôi, em cảm ơn feedback của chị Đỗ Hải Hương nhá. Em cảm ơn chị gái. Thật ra là hàng nam em đã bảo các chị em mình rồi. Em bán, em kém nhất ấy, kém nhất là hàng nam các chị ạ. Những cái hàng mà em nhập vào bao giờ em cũng kém nhất là hàng của nam. Tại vì nam này, em rất sợ là khi mà các anh nhận hàng, các chị mua cho các anh xong về rồi là hỏi, chỉ cần hỏi là gì, em và hỏi vợ là gì, mua của shop nào đấy. Mà các chị không ưng ý thì thật sự lần sau mọi các anh như kiểu có ác cảm ấy. Là bảo thôi em đừng mua linh tinh nữa. Đấy, kiểu như vậy á, tại vì hàng nam người ta không cần mua nhiều. Các chị nhưng mà hàng nó chuẩn là đẹp. Nhá, cho em xin mã là T71. Đẹp lắm luôn. Bán 119 nốt này. Có hai màu nữa thôi nhá, 119. Con này đẹp thật sự luôn các chị ạ. 119.000 đồng T71 cho em. Chị Vân, chị Vân fan ok chị. Đôi giày này xem size cho em không cần phải lên nữa, tại vì em lấy luôn đôi mẫu của em. Các chị ơi, đây là đôi giày của em ạ. Em cứ tưởng là đôi này em có một đôi nên là chiều nay bao nhiêu chị em mình hỏi ạ. Chiều nay bao nhiêu chị em mình hỏi nhá. Rồi ok chị. Chị Nguyễn Thị Lương cứ lên quần đi, không còn màu đen đâu chị ơi. Lên tiếp cho em mã hàng luôn là T72 cho em. Này. Còn à? Ờ. Nhiều thế. Rồi mưa này mà chúng mạnh đi. Đi, đó mưa đây. Hôm nay tính tiền như nào? Nó không có lộn. Ôi giời. Ừ. 37 vợ đeo rồi thôi. Còn 37 không? 37 em đeo rồi, em để lại rồi mà. Mã này các chị lên đơn cho em mã này luôn là T72. 69.000 đồng các chị ơi, nhìn cho em này. Cái form của nó cũng đẹp tuyệt vời. T72 cho em. Size 36. 35 à? 35. 35, 36, 38 và size 39. Đôi này 37 em trang để lại rồi. Đôi này các chị thấy không? Đầu line đã đeo rồi. Đôi này buổi chiều là nhân viên thì em mới bảo chị ơi có một đôi thôi, chị để lại đeo. Các chị ạ, nhìn cho em này, tội gì đến Tết mình mà đi mua đôi này cứ 200.000. Năm ngoái anh mua cho em đôi kia 100 bao nhiêu mà xấu mù dài. Cái mã này các chị lên đơn cái da không bao giờ đẹp bằng hàng này. Chốt cho là T72 cho em nhá. Em bán ra tình yêu giá 69.000 đồng. Đây này, 69.000 đồng. Đẹp quá. Đây này, đôi này là đôi em để lại đeo mọi người nhá. Em sẽ không còn size 37 của mã này. Chứ mã này em trang chỉ còn 35, 36, 38, 39 nhá mọi người nhá. Mọi người chốt cho em mã hàng T72. Chứ T72 xin phép em trang không đọc tên bởi vì con này siêu hot, đẹp lắm luôn. Màu của nó vàng đậm chứ. Các chị mix đồ cũng đẹp, lổi. Đẹp quá. Mọi người ơi, đồ này đẹp quá. Hôm nay bọn này nó mua thêm cả chân châu đen cho em. T72 nhá. Châu cầm ở đấy đi. Để mai cho các em không. Cái tắc này size từ mấy tuổi đấy? Hả? Hả? Tắc bé này. Ui dồi, nhiều chị chốt T72 kinh khủng luôn. Em đã bảo đôi đấy đẹp mà. Thật ra người em xấu xấu thôi nhưng em nhìn đồ đẹp lắm. Hả? 48 rồi đúng không? Trời ơi các bác chốt T72 này. Ngày mai thử gọi xem là cái mẫu đấy còn không. Cho em báo rồi ok chị gái con, đợi em tí xem tua lại cho. 48, 82. Cái này em có từ size từ 4 đến size 12 tuổi đúng không? 4 đến size 12 tuổi. Mẫu này là từ 8 đến 12 tuổi này. Thì nó là sẽ là cái cổ này này các chị này. Xinh lắm, cái cổ 3D như này này. Được chưa ạ? Em bán các chị 59.000 đồng 10 đôi. Mã này lên đơn là T73. T73 cho em lên dép kiểu tiếp đi á. Ok chị. Dạ. Vâng ạ. Lên cho em mã luôn là T73 cho em. T73 em có size cho bé. Bé trai đeo được, bé gái đeo được nhá. 59.000. 59.000 10 đôi cho em mã hàng T73 và kèm số điện thoại này. T73 và kèm số điện thoại cho em. 59.000 đồng 10 đôi thôi. Chết rồi các chị ơi, các chị chốt T72 của em nhiều quá. Em cũng thấy đồ đấy đẹp quá. Giày thể thao trắng mã gì đó chị Trang. Giày thể thao trắng mã này đúng không chị? Mã này là T70 chị ơi. Mã này là T70 ạ. Mã này của em là T70 nha chị nhá. Mã này của em cho là T70. Kèm số điện thoại cho em. Sợ không mưa ròng ròng. Thế mà bọn nó đội mưa đi. Đi chơi đi chè sữa. Các chị ơi nhìn cho em này.
Đôi này để lại cho An luôn này, đẹp quá. Mọi người ơi, chốt rồi, em mã hàng luôn luôn là T70 nha. T73 nhá. Được chưa? Rồi đợi em một tí đây, T73 cho em nhá. Size cho bé từ 4 tuổi này, cho bé đến size 12 tuổi, 59.000 đồng 10 đôi, mã hàng T73 và kèm số điện thoại. Mã T73 kèm số điện thoại cho em 59.000 10 đôi, 59.000 đồng 10 đôi T73. Chị nào lấy mã này chốt hộ em là T73 và kèm số điện thoại. T73 và kèm số điện thoại cho em 59.000, các chị có 10 đôi luôn. T73 chị Đinh nhà. Chị Trang là sao đấy chị? Không phải mã đấy à chị, món quà nhỏ. T73 chị Kiều Thanh cho chị Nhung Phạm có đơn, chị Huyền Lê có T73. Chốt hộ em là T73 và kèm số điện thoại cho em 59.000 đồng 10 đôi ạ. Ok chị Huyền Lê này. T73 cho em 59.000 10 đôi. T73 kèm số điện thoại 59.000 đồng 10 đôi cho em. Đây giày dàn di cho bé đây. Mã này còn size gì? 28 đến size 31 chốt cho em mã hàng T74. T74 69.000 đồng. Còn mấy đôi thôi đúng không? T74 28. Mẫu này hôm trước là nó có size đến size 35 36 đấy, bây giờ nó chỉ còn đến size cho bé từ 28 cho đến size 31 à? 28, 29, 30, 31 nha mọi người. Còn cho em từ size 28 cho đến size 31, chốt cho em mã hàng này luôn là T74 và kèm số điện thoại cho em. Quần nam 67 cân còn hàng. Các chị xích cái mã thì các chị phải từ từ cơ. T73 chị Ngọc Liên, T73 chị Vang Thị Thuần, T73 chị Thành Lam. Mọi người ơi, lên cho em mã luôn là T74 cho em. T74 nhá mọi người nhá. Mẫu giày dàn di này siêu đỉnh luôn này. Chờ chốt rồi em là T74, nhìn chất nhỉ các chị nhỉ. Rồi đôi giày của nó chất lượng dã man luôn. T74 69.000 đồng T74. Rồi T73 chị Hoài Ngô có. Lên bộ bé, bộ nam 33 cân. Bộ nam 33 cân còn mẫu nào không anh? Chắc em không còn hàng đâu chị ơi. Cho chị Thùng Viện T73. Chị Giang Nga T73. Chốt cho em mã luôn là T74 nhá. Kèm số điện thoại cho em. T74 và kèm số điện thoại cho em ạ. Em bán các tình yêu giá của nó còn à? Bao nhiêu tiền nhỉ? Giá của T74 này là còn 69.000 đồng. Chốt cho em là T74 nhá, kèm số điện thoại cho em. T74 và kèm số điện thoại cho em 69.000 đồng ạ. 69.000 đồng giấy size cho bé từ 28 này cho đến size 30 à. Size từ 28 cho đến size 30 à, 31. T74 nhá mọi người nhá. Tôi thấy dàn di này đẹp lắm. T74 kèm số điện thoại cho em. Rồi bây giờ chốt tặng cho các chị cái mã này. Bảo nó là giá tặng thì nó là giá tặng nha các chị nhé. Tại vì những cái mã này kể cả xỉ em cũng không bớt hàng. Mã này mọi người lên đơn cho là T75. T75 cho em, còn 4 màu này. Chốt cho em là T75. Môi mặc lên đẹp lắm. T74 chị Ngọc Liên. Lên cho em mã luôn là T75. Dép của T74 chị Lò Ánh. Áo tím đằng sau bao tiền? Áo tím đằng sau là 150.000, từ trưa nay bán rồi. Mã này mọi người lên đơn cho T75. Áo gió lữ có chứ, có chứ, có chứ. T74 không vừa rồi. T74 rồi, ok chị Nguyễn Liên. Cái mã này các chị lên đơn là T75 cho em. Áo này là áo giữ nhiệt nhá. Áo giữ nhiệt bên trong có lót nỉ này. Đảm bảo luôn bên ngoài không bao giờ xù lông nhão vải. Chốt cho em mã luôn là T75 đúng không? Ai bị T73 là tất bé này này, 59.000 10 đôi này. T74 là giày dàn di 69.000 đồng. Cái mã này mọi người lên đơn cho là T75. Tất bé là 74. Cái mã này mọi người lên đơn cho em mã luôn là T75 cho em. Em bán 39.000 đồng này. 39.000 đồng mã hàng T75 và kèm số điện thoại cho em. T75 và kèm số điện thoại cho em 39.000 đồng. Chị nào lấy mã này lên đơn cho em là T75. Kèm cho em số điện thoại vào đấy cho em. T75 và kèm số điện thoại vào đấy giúp em nhá. Có màu đen này, có màu sữa này các chị này. Có màu đen, có màu sữa này, có màu cam. T75 và kèm số điện thoại cho em. T75 và kèm số điện thoại cho em. Giày dàn di 69 á, màu cam này. T75 không sai đâu, con này chỉ chốt được đến 54 cân thôi. Mẫu này đẹp lắm, T75 cho em ạ. Em bán các tình yêu giá 39.000 đồng. Con này em đã bảo rồi, em chốt giá tặng nha mọi người nhá. Chốt rồi em mã hàng T75 và kèm số điện thoại giúp em. T75 và kèm số điện thoại cho em. Đây em mặc thử cho mọi người một cái này. Tôi chết rồi. Ảnh
hôm nay bán xỉ cái được nhiều không? Em không thấy, anh chưa thấy cất tiền nha. Mã này mọi người lên đơn cho em Trang luôn là T75 nha mọi người. T75 và kèm số điện thoại cho em. T75 và kèm số điện thoại cho em ạ. Đẹp lắm. Tầm 53, 54 cân đổ về ạ. Chị nào lấy mã này lên đơn là T75 cho em ạ. Đẹp lắm luôn. Bên trong có lót lỉ này. Cái này nó co giãn nữa này. Đấy, nó co giãn theo người nha mọi người nhé. Mọi người chốt cho em mã này là T75 cho em. T75 và kèm số điện thoại em lên đơn. Được chưa? 39.000 đồng một cái. Màu nào cũng đẹp. Cái này các chị mặc bên trong áo vest, bên trong áo phao hoặc là bên mặc ngoài như này cũng được, đúng không? Lấy màu nào lấy, nhưng mà em cứ thích màu hồng, em cứ mặc thử cho các chị màu hồng. Lên cho là T75 và kèm số điện thoại này. T75 và kèm số điện thoại cho em 39.000. Phải T75 không nhỉ? T75 cho chị Huyền Lê 60 cân không vừa, cho chị Lò Thị Ánh, cho chị Giang Nga, cho chị Trần Thủy Yến, cho chị món quà nhỏ, cho chị Lê Phu này, cho Linh Xếp T75, cho chị Hồng Trần T75, T75 cho chị Thành Nam. Áo giữ nhiệt trước em lấy hai cái mà không vừa, đổi được không á? Đổi được chị ơi. Chị bao nhiêu cân đấy ạ? Chị bao nhiêu cân ạ? Mã lên đơn là T75 nhá, kèm số điện thoại cho em. Màu này của em là màu sữa này này, nó co giãn như này này. Chốt cho em là T75 màu sữa, màu hồng. Màu này của em là màu đen này. Màu này của em là màu đen này các chị này. Màu này của em là màu cam này. Đẹp lắm con này, cái logo này thêu. Hàng này cam kết các chị luôn này. Sờ cái chất vải này các chị này, không bao giờ xù. Bên trong có lót lỉ nhá. T75 màu cam. Cho em xem lại giày lam á chị. T75 ba cái ba màu rồi, ok chị Gái Nhiên Quách. Mai gọi lại, ok chị Quyên Bích Ngọc. Bích lên mã là T75 cho em. T75 kèm số điện thoại. Ok. Rồi tiếp lên cho các chị T76 luôn này. T76 màu xanh này còn nguyên size S, màu trắng còn nguyên size L. Màu xanh còn dưới 47 cân. Chị nào cao chốt được đến 48 cân nhá. Ví dụ như các chị cao 1m58, 1m60 các chị có thể chốt 48, 50 cân size S. Nhưng mà các chị cao 1m55, 53, 50 trở lại, các chị chốt cho em đến 47 cân nhá. Nghe rõ size này. Cái mẫu này em cũng xả lốt 39.000 đồng. Các chị nghe rõ size cho em nhá. Mẫu này này, màu xanh em Trang chỉ còn size S. Đối với những chị nào mà dưới 1m55, các chị chốt từ 47 cân đổ về. Còn các chị mà cao tầm 1m58, 1m60, các chị có thể chốt đến tầm 48, 50 cân. Được chưa? Mọi người lên cho em mã luôn là T76, 39.000 đồng. Em có màu xanh là có nguyên size S và màu trắng. Màu trắng em còn một cặp nguyên size M, à nguyên size L. Lên cho em mã hàng này luôn là T76. Anh đừng uống cái này đi. T76 cho em nhá mọi người ơi. 52 cân vừa không ạ? Chị ơi cái mẫu này không vừa. Đây, chốt cho em mã luôn là T76. 52 cân cái 52 cân đó chị. Chốt cho em mã luôn là T76 cho em ạ. Thế thì chắc hôm đấy lấy vào cái bốc vào cái form nhỏ rồi. Nó không có size nhưng nó có form nhỏ, form to. Khổ lắm đấy. Ok chị gửi lại đi em đổi cho. Đổi ví dụ như cái mẫu đấy mà không vừa nhá. Hoặc em sẽ xem, em về em xem lại áo form cho em, cho nếu mà vừa thì em gửi lại mẫu kia. Còn nếu không vừa thì hoan hỉ đổi cho em sang sản phẩm khác nhé. Nếu mà các chị không thích các cái sản phẩm nào ấy thì em có thể hoan hỉ lắm, em bắn lại tiền cho mọi người bình thường. Được chưa ạ? Cho mình áo cổ tim đằng sau ấy chị. Cho mình hỏi áo tím. Áo tím đằng sau là đến 65 cân ạ. Các chị ơi lên đơn cho mã luôn là T76 nhá. 39.000 này. T76 là còn đúng hai màu, hôm trước là có rất nhiều màu các chị ạ. T76 màu trắng là còn nguyên size L, 55 đến 60 cân. Còn màu xanh này là nguyên size S, 47 cân đổ về đối với chị nào dưới 1m55. Chị nào 1m6 thì các chị chốt đến 48, 50 cân. Chốt cho em mã hàng T76 cho em. T76 kèm số điện thoại. Chị sợ uống không? Nếu ngủ cả sợ uống thì uống rất ngủ. Cái mẫu này là mẫu nam hay nữ đây? Ôi trời. T76 cho em nhá. Chị Thu Kỳ ok, chị Hoàng Thu ok, chị Gái. Rồi ok, chị Mây Nguyễn có T76 á. Lên cho em mã hàng T76 cho chị Nguyễn Dung ok chị này. Dép kiểu đây, còn mẫu nào dép kiểu không anh? Ôi sao chị Nguyễn Dung thì chỉ thích dép thế. Đây cái mẫu này có một ri này. Thế mẫu này các chị lên T77 39.000 này. Anh xem size của em này. T77 cho em 39.000. Con này nhẹ phèo luôn ấy. Chốt trên mã hàng T77 và kèm số điện thoại này. Cái màu xanh ngọc này mặc cũng trắng da này các chị này. Tiếp dạo này cái mắt của mình không ngủ này. Nó cuồng đến tận lửa. Lửa cái đây. Đây 35 à? 35 đến 39. 35 đến size 39. Mọi người ơi chốt trên mã hàng T77 này. Chốt cho em con này là T77 và kèm số điện thoại cho em.
Ngày mai là anh phải kèm mồi một đứa rồi, phải kèm rồi. Nhiều mã như này. T77. Đi lên chân rất là xinh luôn. Mọi người ơi, đi lên chân màu lâu tây này rất là đẹp luôn. T77 cho em. T77 em bán các chị yêu giá của nó là còn 39.000 đồng T77 nhé. T76 chị gà con ok chị. T76 chị Giang Tô. Lên đơn cho là T77 đây này, em cũng chỉ còn một gì thôi. Chốt cho là T77 nhá. T77 kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Em tặng các chị giá 39.000 đồng. Mọi người chốt em mã hàng T77 và kèm số điện thoại này. T77 và kèm số điện thoại cho em 39.000 đồng một đôi nhá. Chốt là T77 cho em. Cái giày này á, cái giày này hôm qua chiều nay lên nhiều lắm rồi đấy. Nhiều người chốt mã này lắm đấy nhá. Quá nhiều gì. Rồi các chị lên cho em mã này luôn là T78. T78 cho em. Ôi giời, thôi. Cái chiều nay em mã này chốt nhiều dã man anh em. Cái mã T10 chiều nay này, cái mã này là mã T7 này. T10 anh xem lại T10 chiều đi. T10 là T10 là giày thể thao hộp này. Cái mã đấy là T mấy nhỉ? Cái mã đấy nhiều lắm luôn ấy. Cái mẫu này còn nhiều gì? Mã này em chốt lại cho các chị yêu này. Trưa này nếu mà chị nào chốt mã này rồi không phải chốt nữa đâu. Được chưa? Rồi T76 chị Hoa Hô Thanh. Ui, con nhà mình hôm nay nó cứ tranh nhau cái này. Anh chả. Mã này các tình yêu lên đơn cho em đôi này thì em đảm bảo luôn là đi rất là đẹp. Chất của nó thì cực kỳ sướng đời luôn. 69.000 đồng. Mã này mọi người lên đơn cho em mã luôn là T7 mấy đây? T78 đúng không? T78 cho em ạ. Mẫu này của em là mẫu đan, dây đan này. Chốt cho em mã luôn là T78 size 35 đến size bao nhiêu đây? 35 đến size 39 phải không? T78 kèm số điện thoại. Chiều nay chị nào chốt rồi không phải chốt lại đâu. 69.000 đồng. Mã này lên đơn cho luôn là T78. Xong để em lên áo gió tí nhá. Hôm nay dạo này hôm nay lên nhảy nhiều giày dép. T78 và kèm số điện thoại cho em. T78. Ôi dồi ôi. Nó đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Nhìn này. Ngày mai các chị lấy khâu thì báo lấy khâu này. Lấy đây là lấy đan xích thì các chị báo lấy đan xích cho em này. Mẫu này là mẫu. T78 cho em. Mẫu này của em này là mẫu lơ này các chị này. Lên của em là T78 nhé. Toàn bộ dòng này của em là dòng giày chệt ạ. Toàn bộ dòng này của em sang là dòng giày chệt ạ. Chốt em là T78 ạ. Dép quai đằng sau là mã bao nhiêu là mã T70 ạ. Dép quai hồng đằng sau là T70 69.000 ạ. Size 26. À T70 giày Mickey. Thế còn cái T kia là T gì? Mã này lên cho là T78 đúng không? Phải không? T78 đây là các mẫu này cho em màu lâu nữa kìa. T78 và kèm số điện thoại em chốt đơn. Thôi để em dơ mẫu đây tí thôi. T78 cho em ạ. Mẫu này của em là mẫu khâu này. Mẫu khâu này các chị này. Đẹp lắm, 69.000 đồng. Thôi em không cần phải đeo nữa nha mọi người nhá. Chốt cho em là T78. Mẫu này là mẫu khâu này các chị này. Đẹp chưa? Mẫu này của em là mẫu vắt dây này. Mẫu vắt dây này. Mẫu này của em là mẫu lơ này. T78 mẫu này của em là mẫu lơ này. 69.000 đồng T78. Mẫu này của em là mẫu khâu màu lơ. Mẫu này là khuyên này. Chốt em là T78. Các chị comment luôn cái mã các chị thích vào đây cho em đi. T78 mẫu gì đi. Ngày mai cho các chị đỡ quên. Đưa cho em màu lâu khâu này nữa. Có phải leo nữa không mọi người? T78 cho em. T77 chị Triệu Hồi. T76 chị Trần Thủy Yến. T78 chị Gà Con. Đôi đây lên chân thì đẹp lắm. Lên của em là T78. Đây các chị nhìn này. T78 cho em ạ. Đeo lên chân rất là đẹp luôn nhá. Chốt là em là T78 và kèm số điện thoại cho em. Em bán các tình yêu giá của nó còn 69.000 đồng. T78 chị Hòa Tâm. Đây màu lâu em, màu lâu khâu này các chị này. Đó mọi người lên cho em mã luôn là T78. Nếu như các chị thích mẫu gì các chị comment vào đây luôn. Ngày mai khỏi quên nhá. T78 ví dụ như mẫu này hết size của các chị đổi sang mẫu khác. Tại vì hoan hỉ cho em mẫu giày chẹt này nó cũng tương tương nhau ấy mọi người. Mọi người chốt cho em T78. Áo khoác hồng đằng sau có 20 cân chị Bảo Trâm. T78 với chị Hoàng Hương. Lên cho là T78 đi. Đấy, chiều nay chị nào chưa chốt được thì hôm nay các chị chốt lại vào đây cho em mã hàng T78 nhá. Kèm cho em số điện thoại vào đấy cho em. Đẹp lắm, T78 69.000 đồng màu lâu khâu này. Màu này của em này. Này anh ơi vứt vào đấy đi này. T78 mẫu này cho em xin cái trang bé này.
T78 mẫu này của em là mẫu khâu, mẫu sữa khâu này. Chứ là mẫu này của em là mẫu khuyên này. Mẫu này là chữ D này. Chữ D này. Mẫu này của em là mẫu vắt dây này, mẫu vắt dây này. Chứ là mẫu này của em sao là mẫu lơ này. T78 chị Mai Nguyễn cho chị Dung Nguyễn có T78. Rồi ok chị gái. Ơ chị Đào Thị Giang ơi, đổi cái gì cũng được. Các chị cứ gửi hàng vào đây, kể cả bên em ghi lợ các chị cũng thoải mái nhá. Ví dụ ghi lợ xong lần sau các chị chốt cái mã sản phẩm gì bên em trừ tiền qua, mọi người hiểu không? T78 size 35 đến size 39 đúng không? 35 đến 39 chốt T78 cho em. Dạ. 40. Thế thì phải 36 đến 40 à? T78 có từ 35 đến có từ 35 đến 40. Có từ 35 đến 40 nhưng nó sẽ phân theo size. Trời ơi, uống hết cốc này sợ tối thì không ngủ được. Cái đôi dép này của em là T64 mọi người ơi. Đôi dép của em là T64 ạ. T64 của em trang giá tiền của nó là còn 69.000 đồng ạ. Chị nào chốt mã này lên đơn cho là T64 nhá, kèm số điện thoại cho em. 69.000 đồng. Chốt hộ em là T64 và kèm số điện thoại cho em. T64 và kèm số điện thoại cho em. 69.000. 69.000 đồng mã hàng của em sang là T64 nhá. Chị nào lấy T64 comment T64 cho em. T64 kèm số điện thoại. Rồi ok chị. Cái gì nhỉ? Cái áo hồng, áo khoác hồng kia kìa. T78 chị Đỗ Hải Hương. Anh ơi, cho em xin lại cái áo khoác nào. Áo khoác con chuột Mickey đằng sau ấy. Khỏe. Bạn mình đã khác thế nhỉ. Ok chị, ví dụ như ngày mai ấy, các chị chốt đơn nhá. Các chị có thể hỏi lại nhân viên nhà em xem những cái mẫu mà các chị thích còn hay không. Ví dụ còn các chị cứ báo các bạn ấy cho vào nhá. Thì còn hàng thì chả bán để làm gì đâu mọi người. Chỉ trừ khi nó không còn hàng thôi nhá. Các chị cứ hỏi những cái mã các chị thích xem là nhà em còn thì nhà em cho vào. Hết rồi thôi. Áo gió con bò sữa này còn size đến bao nhiêu cân đây? Đến bao nhiêu? 25 cân đổ về mã này, các chị lên đơn cho mã luôn ạ. Size từ 15 đến 25 cân. Em xả hết cho các chị luôn 135.000 con áo gió bò sữa này. Bây giờ chị nào mới đi nhập xỉ, cái này xỉ vào 14 mấy thôi. Áo gió con bò sữa chất liệu là gió nhung cao cấp. Giờ chị lên đơn cho em mã hàng này luôn. Mã hàng này luôn là T79 đúng không? Chị gà con ok có T64. Chị Suki có T64. Cho em xem mẫu T64 ấy chị. T64 là cái mẫu dép này đúng không? Dép sang đan cho bé gái này chị. Cái mã này thì 100% nó vẫn còn nguyên hộp. Các chị mua đi tặng nhà em. Ok lắm. Đây chưa, 69.000 đồng. Đây em dơ rõ sát sạt sạt vào luôn. Chợ lên cho em mã này luôn là mã T64 ạ. Em bán các tình yêu là cái đế của nó này đẹp lắm. Chị nào lấy mã này lên đơn cho em trang là T64 giúp em. Em bán các tình yêu giá của nó là còn 69.000 đồng một đôi. 69.000 đồng một đôi T64. Kèm số điện thoại. Nhà mọi người. Đôi này xinh lắm, xinh lung linh. Xinh lung linh các chị ạ, xinh lung linh. T64 kèm số điện thoại cho em. Mạng kém quá không xem được rồi. Chỗ em nó đang mưa này. Các chị ơi nhìn cho em mã hàng luôn là T79 à. T79 cho em. Áo gió con bò sữa này em còn size cho bé từ 15 cân đến 25 cân nhá. Em chốt cho các chị yêu giá của nó là còn à, bao tiền nhỉ? 135.000. 135.000 đồng mã này, các chị lên đơn cho em mã hàng luôn là T79. Kèm số điện thoại cho em. T79 kèm số điện thoại giúp em. Chốt hộ em là T79. Mọi người lên mã hộ em là T79 nhá. T79 là kèm số điện thoại cho em. Chốt trên mã này luôn là T79. Được chưa ạ? T79 này. Size đến 2. Ô cái mẫu này còn cái size to thế này anh. Còn cái này size 1X này. Còn một cái 40 cân à? Còn một cái 35-40 cân này các chị ơi. Trời ơi. Còn một cái 35-40 cân này. Chốt trên mã hàng này luôn nhá. Mã lên đơn trên mã hàng T70 à? À T79 á. T79 cho em là áo gió con bò sữa này.
Chốt cho em mã hàng T79 đi. Em bán các chị yêu là giá tiền của nó là còn nào. Giá tiền của nó là T79. Em bán nốt cho các tình yêu 135.000, 135. Cái mẫu này thì nó quá đẹp luôn ạ. Chị hóng mãi quần bé trai trên 30 cân. Quần bé trai thì em chỉ có mỗi quần bò thôi chị. Mới lại có cái quần vừa nãy đây chị. Có cái quần cốt tông vừa nãy đấy thôi chị. Có cái quần cốt tông vừa nãy đấy thôi chị ơi. Có cái quần cốt tông vừa nãy đấy thôi. Quần tất cho bé em chưa có hàng ạ. Mã này các chị lên tiếp tiếp T80 cho em này. Lên tiếp cho em mẫu này luôn là T80. T64 chị Mây Nguyễn. Lên tiếp cho em mẫu này là T80 cho em. Quần len tăm. Mẫu này hình như hết size to rồi phải không? Màu ghi còn size đến 60 cân. Còn màu đen này còn size đến 55 cân. Chốt T80 cho em. T79 cho chị Hoàng Thu. Lên cho em mã luôn là T80. Cái mẫu này là quần len tăm của chị em mình ấy. Chất liệu của nó len tăm, không phải là thun gân đâu. Chốt cho em mã hàng là T80. Cho em xin lại cái áo cô gái like lúc đầu đi anh ơi. Để em tua lại cái mã này đi, cái mã đẹp quá. Cái mã này có nhiều không? Cái mã áo cô gái đội mũ này. Cái này các chị lên đơn cho em. Chết rồi. Cái áo của mình đây mà. Lên cho em mã hàng tiếp theo là T80. Đợi em tí xem tua lại cho các bác một cái mã đẹp nhá. T80 cho em bán các tình yêu giá còn 65.000 đồng một cái. T80 màu ghi là còn size từ 40 cân đến size 60 cân. Còn màu đen là còn size từ 40 đến 55. Chốt đội em là T80. Kèm số điện thoại cho em. Đây chị nào lấy T80 lên đơn là T80. Áo gió đằng sau hết hàng size to rồi chị. Hôm đầu nó có đến 25, 26 cân. Bây giờ nó còn đến 20 cân thôi. Chốt cho em mã luôn là T60 và kèm số điện thoại cho em. T60 và kèm số điện thoại cho em. Chị nào lấy T60 lên T60 nhá. Giá em bán nó cho chị 65.000 đồng một cái lốt. Cái này form dáng chất của nó đều ok. Quay máy giặt thoải mái. Không bao giờ bị lo là sẽ rão mất cái form, rão mất cái chất ra nhá mọi người. Mọi người chốt cho em mã này là T60 cho em màu đen. Màu đen này em trang còn size từ 40 cân cho đến size 55 cân. Còn màu xanh này này, à màu ghi này, là em còn size từ 40 cân cho đến size 60 cân. Chị nào lấy cái mã lên đơn là T60 và kèm số đi, à T80, kèm số điện thoại cho em. Đây cho em xin phép em tua lại cái mã này đối với chị nào vào sau nhá. Đối với chị nào vào sau các chị chưa chốt được mã này các chị chốt đi. Tại vì hàng này nếu không chốt ấy là ngày mai nó không còn size đâu. Được chưa, chốt cho em mã hàng này luôn, mã hàng T bao nhiêu nhỉ? Mã này là tê bao nhiêu? Mã này em vẫn còn đây mà. Anh cần gì phải cầm. T60 màu à, T80 chị ơi. Chị Huyền Lê xin lỗi mọi người, lên lại cho em mã là T80. Cái này T52 à? Cái này lên cho là T52 này. 18 cân 6 tuổi cho đến 35 cân. Đẹp lắm. T52 con này của em. Chỗ này nó là lơ bằng lụa này. T52 em bán cho các chị 69.000 đồng. T52 T80 chị ơi. Chị Huyền Trang với chị Huyền Lê lên lại với em là T80 ấy. Cái mã này các chị lên đơn cho là T52, đẹp dã man luôn này. Chị ạ, bán đúng cho các chị bằng tiền con áo phông ở chợ. Mã hàng của em Trang này các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ là áo da cá tàu. Chốt cho em mã hàng là T52 nhá, kèm màu, kèm số điện thoại cho em có 3 màu. Có size cho các con từ 18 cân 6 tuổi cho các con đến size 35 cân, chốt T52 kèm số điện thoại cho em. T80 2 quần, em cảm ơn tình yêu. Đấy, tại vì là em bị đọc lộn á. Mọi người chốt cho em mã này luôn là mã T52 kèm số điện thoại này. T52 kèm số điện thoại cho em. T52 kèm số điện thoại em chốt đơn nhá. T52 và kèm số điện thoại cho em. Được cho em báo nó các tình yêu giá của nó là còn 69.000 đồng. 69.000 đồng T52. T52 cho em bán 69.000.
Chốt cho em là T52 nha mọi người nhá. T80 màu ghi cho chị Thảo HT. T80 một đen một ghi cho chị Ken Nguyễn. T80 chị Huyền Trang hai cái, cho chị Huyền Lê một cái quần ghi. T52 chị Mai Nguyễn có. Đấy đẹp lắm, mã này lên đơn cho là T52. T52 lấy 2-3 cái comment số lượng đấy luôn. Ok chị Dương Huệ, ngày mai nhớ chú nhẹ thoại cho em ạ. T52 chị Thúy Nguyễn, ok chị này. Em bán 69.000 đồng mã hàng T52. Chị nào lấy T52 comment của em là T52 kèm số điện thoại này. T52 rồi, ok chị Huyền Lê cho chị Đặng Mai Trang, đẹp quá. T52 chị Nguyễn Hằng, ok chị. Cái mẫu này các chị lên chốt tất đi. Đấy chứ là cái lơ này của nó là may vào đấy, không phải đính đâu mà toàn bộ là hàng bằng lụa đấy. Chốt của em là T52, con này các con mặc đi chơi Tết vẫn đẹp. T52 áo em mặc không còn hàng ạ. T80 chị Ngọc Mỹ, ok chị này. Lên là T50. Cho em xin cái chăn bé nào anh ơi. Quần nam này. Ây đồ. Ngon quá. Nghiện quá. Mọi người ơi, mọi người lên tiếp cho em mã này luôn này. À đây, áo gió đây, áo gió đây, áo gió của nữ này, lên tí này. Ơ, áo gió của nữ màu hồng hết size L về anh ơi. T52 cho chị Hoàng Thu, T52 cho chị Giang Đỗ, Giang Tô đây. Chị nào vừa hỏi con áo này đây, các chị chốt lại cho em đây. Cái lên cho em là T81 này. Size 14 đến size 20 cân nữa thôi. T81 cho em 105.000. Áo này của em nó là gió thô. Chốt cho em mã hàng T81. T81 kèm số điện thoại cho em nốt cho các chị yêu 105.000. Chị nào lấy mã này lên đơn của em là T81 và kèm số điện thoại cho em. Màu này của em sao là màu cam. T81 cho em kèm số điện thoại nhé. Màu này của em sao là màu hồng này. Lên cho em mã hàng là T81 và kèm số điện thoại giúp em. T81 kèm số điện thoại cho em bán 105. T81 cho em kèm số điện thoại này 105. 105.000 đồng mã hàng T81. Đồ la mười lớn còn cái gì không nhỉ anh nhỉ? T81 và kèm số điện thoại cho em 105.000 này. Chờ có hồng đỗ màu cam. Hồng đỗ màu cam đấy nhá mọi người nhá. Lên đơn là T81 cho em 14 đến 20 cân. Cái áo gió rút eo này không còn size L à anh? Hả? Lên của em là T81 và kèm số điện thoại. Lên của em là T81 kèm số điện thoại cho em nhé. T81 và kèm số điện thoại cho em. Cho em bán các chị 105. Con này là áo gió thô theo cái hình đầu chuột Mickey xinh lắm. T81 cho chị An Sỉ Zalo. T81 cho chị Vi Nga. Lên của em là T81 kèm số điện thoại. Mẫu này anh ra xem đi để em bắt đầu chốt nào. Mã này các chị lên tiếp T82. Áo gió này, con áo gió này hàng hãng này 145.000. Xem áo lì đằng sau à. T82 cho em. Ui giời, mẫu này phải nói là đỉnh cao luôn, hàng đẹp. Đây các bác ơi, chốt cho em mã luôn là T82 và kèm số điện thoại cho em. T82 và kèm số điện thoại giúp em. Được chưa? Chị yêu nào lấy mã này lên cho em là T82. Mọi người ơi, con này đẹp dã man luôn. T82. Để cho em chốt cho các chị T82 này còn giá là 145.000 đồng một cái. Con áo này của hãng nhé mọi người. Hàng này em đảm bảo luôn, đẹp từ lớp lót trở đi. Hình như con này còn size từ 45 cân đến 62 cân mọi người ạ. 45 cân đến 60 cân chứ. 45 đến 60 cân, mã hàng này lên đâu là T82. T81 là chị toán xa một cái. Con đẹp lắm mọi người. Mũ này các chị tháo được rồi này. Mũ này các chị yêu mình tháo được rồi. Mã lên đơn chắc là T82 cho em màu đen này. T82 màu hồng này. Và T82 cho em màu xanh này. Chốt của em là T82. Được chưa? T82 cho em 45 đến size 60 cân. Hàng có size T81 chị Bảo Trâm. Chốt cho em mã là T82 đi mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn. T82 và kèm số điện thoại giúp em. T82 và kèm số điện thoại cho em. Em bán ra chị yêu giá còn 145.000 đồng nốt. 145 T82 nha mọi người. Màu hồng cho em này. Màu này của em màu xanh này. Màu xanh, màu xanh. Các chị lên mã này cho em trang là T82. Kèm cho em số điện thoại đấy. T82 kèm số điện thoại đấy cho em nhá. Em bán các tình yêu giá của nó là còn 145.000 một cái. Đây mặc màu xanh. Còn size L không? Ừ. Nhưng mà vẫn còn size L đúng không?
Màu đen còn size L thôi, còn đâu là không, các màu khác không còn size bé đâu. T82. Mẫu này mặc đẹp tuyệt vời các chị nhìn này. Lớp lót của nó cũng đẹp mê ly luôn. Chốt rồi em là T82. Em bán các chị yêu giá của nó là còn là 145. Đẹp lắm mọi người ơi này. Màu xanh của nó nhìn xanh chất lượng nhỉ. Xanh có nhiều không anh? Xanh còn hai cái á. Rồi. Mẫu này em hết hàng rồi các chị ơi, đây này, đẹp lắm. T82 các chị nhìn may cho em này, đỉnh luôn. Chốt em là T82 màu xanh đẹp thế. 145 nhé mọi người nhé, 145. Mẫu này các chị mặc kiểu gì cũng đẹp. Xanh còn đúng hai cái thôi. Nói chung là còn tất tật anh cầm vào đấy rồi đấy á. Ơ cái mẫu này nó về nhiều lắm mà. T82 màu hồng nữa này. Hết mẫu này rồi nha mọi người ơi, chốt đi. T82 cho chị Thành Nam. Đây màu hồng đây, mọi người chốt em vào T82. Màu hồng còn hai cái, màu đen còn hai cái, màu xanh còn hai cái, mỗi màu em còn hai cái. Chốt em là T82 kèm số điện thoại cho em. T82 và kèm số điện thoại cho em nhé. Em bán các tình yêu giá còn 145 cho chị Nhật Huệ một cái T82. Cái mẫu này đẹp này các chị này. Thế bọn nó xem đâu ấy. Em bảo mà màu mẫu này nó lên nhiều dã man. Em ôm hết cả lô nó mới có cái giá này. T82 mới chia cho một chị sỉ. Bốc nhiều nhất là chị T82 cho em nhé. 145.000 cho chị Nguyễn Nguyễn. Màu cam có nhiều không? Màu cam này như không có hàng phải không? T82 cho em. Cứ chốt từ 45 đến 65 đi. T82 chị Đặng Mai Trang một cái. Chốt được em là T82 cho em. Cha, màu đen là còn nhiều này. Đấy, chị nào lấy sỉ gọi inbox qua gọi video cho em nhá. Cái này em đăng hết trên Zalo sỉ rồi đấy. Ảnh như các thứ, cái này hàng hãng này. Ảnh như các thứ là chị nào lấy sỉ cứ vào Zalo mà lấy. Dạo này em phải chặn bớt mấy cái chị không lấy sỉ nhà em. Nhưng mà cứ vào ăn cắp ảnh nhà em. Em phải dạo này là em không cho người lạ xem ảnh rồi. Mọi người nhá, dạo này là em không cho người lạ xem ảnh xem thông tin rồi. Rất là ghét. Các bác lấy hàng ở đâu rồi các bác lấy ảnh ở nhà đấy chứ. Nói chung là bán hàng này thì mọi người ạ, khách nhà ai người đấy bán thôi. Mọi người đừng có cái kiểu là cứ vào rồi là em đã. Có những cái là ảnh là em phải thuê đấy các chị, chứ không phải tự dưng mà em chụp được đâu. Mọi người lấy hàng ở đâu thì ví dụ như em thế thôi, lấy hàng đâu người ta cấp ảnh thì em có ảnh không hay phải làm ảnh chứ. Rất là ghét. Nên là hôm kia em vào, em bây giờ là Zalo của em là không phải là ai cũng xem được ảnh em, không phải là ai cũng xem được hình ảnh rồi, em cài hết rồi. Tại vì Facebook nhiều khi em còn không muốn đăng ấy. Nên cho là T82 màu cuối cùng màu cam mà chị Hoàng Thu ok chị. Áo khoác có màu nào? Nón đây chị. Đây. Cái mẫu này các chị tháo mũ dạng được này. Tháo mũ dạng được này. Để cho lên đơn cho là T82 cho em. Trời ơi em quay cái video mà có cái mặt em vào đấy rồi. Cái video hàng sỉ em chỉ có up trên sỉ thôi, trên nhóm sỉ thôi mà cũng lấy. Cứ buồn cười ghê cơ mọi người. Vô duyên thật sự luôn. Mọi người chốt cho em mã hàng T82. Mà ví dụ như xin ảnh của nhà người khác, kể cả em xin ảnh nhà ai thế thôi, nếu mà em không lấy hàng ấy, em phải hỏi người ta ấy các chị. Chị ơi em không có cái ảnh mã này, chị cho em xin được xin với giá ấy. Đầy không? Không lấy hàng thì lên cho mã hàng là T82 màu cam. Màu cam có nhiều không đây? Đẹp lắm. Màu cam này nó là không phải là cam rời rợi lên đâu, nó là kiểu như đỏ cam ấy các chị. Nó là kiểu dạng cam đỏ đỏ ấy mọi người. Mọi người chốt cho mã hàng T82 nha. Mọi người chốt cho mã hàng là T82 và kèm số điện thoại cho em. T82 và kèm số điện thoại cho em. Em bán 145.000. T82 chị là Liên gì đây? Áo giữ, à đây áo giữ nhiệt cho. Ơ cái áo của Trung Liên này chỉ có nguyên màu trắng hả chồng? T82. Rồi chốt tiếp cho mọi người. Cá cái video, cá cái ảnh mình chụp ngồi lù lù cái mặt mình đấy là đem nó che cái mặt mình bảo nó điên. T82 nhé. Ok cho chị Hà Đoàn là T82 này. Chốt xem là T82 kèm số điện thoại 145 nhé. Cái mẫu này em còn nguyên màu trắng, em xả nốt cho chị nào chốt được thì chốt này. 49.000 đồng.
mà còn nguyên màu trắng. Mẫu này của em Trang là 50 cân đến 75 cân nhá. 50 cân đến size 75 cân. Cái áo này chất đẹp ơi đẹp luôn. Chốt cho em mã luôn là T83. Rồi ôi một ngày lên không biết bao nhiêu mã hàng luôn á. T83 cho em ạ. Em bán các tình yêu giá của nó là còn 49.000 đồng nốt nhá. Cho nó gọn mã này. T82 ok chị Suki. Mã này nói chung là màu xanh nhưng còn ít lắm. Màu xanh còn có 2 cái thôi à. Ôi đóng cái cúc này nó bị cay rồi đây. Chốt cho em mã luôn mã T83 cho em. Chị Mai Nguyễn ok chị. Lên cho em mã luôn là T83 nhá mọi người. Mọi người chốt cho em mã hàng này luôn là T83 cho em 50 đến 70 à. 50 đến 65 cân thôi. Bây giờ nhà em mẫu này em cứ còn nguyên 50 đến 65 cho nên em xả lốt 49.000 đồng. Mã này các chị lên đơn cho là T83 và kèm số điện thoại cho em. Nguyên màu trắng ạ anh. Hôm qua quên không cầm về cho ông ngoại cái. Xe xe này cho ông mặc. T83 và kèm số điện thoại giúp em. T83 và kèm số điện thoại giúp em nhé. T83 em xả lốt 49.000. Chất đẹp lắm. 68 cân đổ về. T83 68 cân đổ về. Đây này. Cái mẫu áo hãng này em còn nguyên 2 màu này. Áo hãng này em còn nguyên 2 màu này. Được chưa? Cái áo hãng này còn size bao nhiêu đây? Áo hãng này em nói thật luôn, chị nào nhận các anh cũng ưng hết. Chị nào nhận các anh cũng ưng hết. Con này còn size từ 50 cân đến 65 cân này. Chốt cho em là T83 chị Nguyễn Hồng Vân. Màu vàng này em còn đủ size từ 50 cân đến size 72 cân. Các chị nhìn này, toàn bộ áo của hãng này các chị ơi, đẹp lắm. Chất của nó phải nói là mềm nhưng không phải là mềm dão, mềm đẹp nha. Mã này mọi người lên đơn cho là mã là T84 màu vàng 50 nốt 59.000 đồng đi. 59.000 đồng mã hàng này lên đơn là T84 đúng không? T84 màu vàng và T84 màu cam này. Màu cam này còn size 50 đến size 65 cân này. Chốt cho là T84 nhá các chị ơi, đẹp lắm. Con áo hãng này cho các anh này, T84 cho em. T82 cho chị Đào Thị Giang. Lên cho em cái quả này là T84. Con này đẹp thật sự luôn. Chợ T84 và kèm số điện thoại giúp em. T84 và kèm số điện thoại em lên đơn hàng. Cho em bán các chị yêu giá của nó là còn à. Giá của nó T84 này nhá. T84 cho em bán các tình yêu giá của nó còn 59.000 đồng. Chị nào chốt mã này lên đơn là T84 cho em màu vàng màu cam. T84 và kèm số điện thoại cho em. Một phát. T84 các chị ơi, ví dụ như đơn ngày mai mà nhà em không gọi kịp ấy, ngày kia nhà em gọi tiếp nhá. Đơn ngày mai mà nhà em không gọi kịp, ngày kia nhà em gọi tiếp nhá. Các chị cứ chú ý nghe điện thoại. Được chưa? Hoặc là ngày mai em sẽ bảo các bạn tăng ca. Cái mã này các chị lên tiếp cho mã hàng T85. T85 cho em mọi người phải chú ý nghe điện thoại của em nhá. Các chị không nghe điện thoại quá 3 lần bên em không chốt hàng tiếp đâu. Có nghĩa là 3 lần các chị đặt hàng trên line 3 hôm mà các chị không đều không nghe điện thoại ấy, là bên em không đặt hàng, không tạo đơn tiếp nhá mọi người nhá. Đây các chị lên cho em mã luôn là mã T85 đúng không? T85 đúng không? Đẹp lắm luôn. Quần này còn size gì, size gì? Vẫn còn đủ đến 50 đến 672 à? Vẫn còn đủ size 50 đến 72 cân này. Cái quần này là em thanh lý lỗ đấy. 49.000 đồng. Hàng này bình thường bán 69.000 cơ. Các chị lên đơn cho em mã luôn mã T bao nhiêu đây? T75 chứ. À T85. T85 cho em quần đũi của nam này các chị nhìn này. Nhìn cái chu nó may này. Đây là toàn bộ hàng có đầy đủ size số cho mọi người. Mã này các chị lên đơn cho mã hàng T85 em xả lốt 49.000 đồng. Quần này em chỉ còn nguyên màu này thôi đúng không? Em Trang còn nguyên màu này. Các chị lên cho em mã hàng này luôn mã T85 mọi người nhá, 49.000 đồng. 49.000 đồng T85 và kèm số điện thoại cho em. T85 kèm số điện thoại cho em 49.000. Chị yêu nào lấy mã này lên đơn là T85 hộ em. 49 nhá, 49 T85. Ủa tiếp T86 cho các chị này. Ơ quần nam này còn nguyên màu ghi à anh? Ơ gối này có nhiều không này, còn nhiều không? 10 cái rồi à? 10 đôi rồi à? Còn đúng 10 đôi gối này nữa không dám lên đầu like các chị. Comment cho em mã luôn là gối hơi và kèm số điện thoại cho em. Gối hơi và kèm số điện thoại này. Được chưa ạ? Tình yêu là lấy đôi gối hơi này, comment cho em mã hàng gối hơi. Em còn 10 đôi nữa thôi. Mã này em nhập cho xỉ á. Mã này các chị lên đơn cho là gối hơi và kèm số điện thoại cho em. Em thanh lý cho các chị 68.000 đồng một đôi gối hơi. Chốt em là gối hơi và kèm số điện thoại. T85 chị Ngọc Thảo Spa. T85 em chốt chị Lê Hoài Thu. Chốt cho em mã hàng gối hơi và kèm số điện thoại nhá. Em xin phép các chị là em không bóc ra nhé, không đến lúc em hút vào nó khó lắm. Comment cho mã là gối hơi một đôi như này em bán 68.000. Chị nào lấy gối hơi comment gối hơi cho em. Cái quần nam này còn nguyên màu ghi à chồng? Em thấy anh cầm ở đây nguyên màu ghi đúng không?
T85 cho chị Lê Hoài Thu rồi. Cái mã này các chị lên tiếp T86 này. Em còn nguyên màu ghi đậm rồi thôi sao ấy. Đâu nhỉ, màu ghi nhạt đâu nhỉ, như thế này. Đây. À đây 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 đây, các bạn bắt đâu. Đây, quần này của em phải nói là nó đẹp. Các chị nhá, em nói này, cái quần này của em nó là vải thô nhá, nó không phải là vải kaki đâu. Nhá, nó không phải là vải kaki, các chị nhìn cái chất này. Về các chị sờ cái chất là các chị sẽ phân biệt được luôn giữa vải thô và vải kaki. Thô thì nó sẽ mềm, dày, các chị nhá, nó không dám ráp tay. Còn đối với kaki nó sẽ cứng hơn, mỏng hơn và ráp tay hơn. Các chị lên đơn cho em mã này luôn, mã hàng T86. T86 cho em. Gối hơi ok chị Hoàng Thu, comment gối hơi thôi. Chưa, cái này các chị lên đơn cho em mã luôn là T86 cho em. T86 cho em ạ, à. Màu này là màu rêu đậm này. Có size từ 45 cân đến 72 cân. T86 cho em. Đây chị ạ, màu này của em là màu ghi đậm này. Đẹp quá các chị ơi. T86 169.000, 169.000 đồng T86. Toàn bộ hàng này của em nó là hàng cao cấp của Nam. Chốt của em là T86, đây có màu sữa này. Chốt của em là T86 á. Đẹp dã man, đẹp luôn các chị ạ. T86 và kèm số điện thoại cho em. Em bán các tình yêu giá còn 169.000. T86 nhá mọi người nhá. Quần sóc Nam. Size lớn không còn đâu chị ơi. Nói chung là hàng Nam bây giờ, hàng hè bây giờ em không còn hàng mấy đâu. T86 cho em, mẫu nào còn vẫn còn, mẫu nào hết là hết sạch luôn. Chợ lên đơn cho mã hàng T86, để đi buôn nó thế các chị. Hàng T8 mấy đấy? T86 màu sữa này. Đây là T86 màu ghi nhạt này. Chốt cho em là T86 kèm cho em số điện thoại. Chợ T86 kèm cho em số điện thoại các chị này. Đẹp quá. Chợ em bán cho mọi người là 169.000 đồng. 169 T86 và kèm số điện thoại cho em. T86 và kèm số điện thoại cho em 169 nhá. 169.000 đồng. Cho em xin có một cái đôi giày thể thao ngay lẻ ở ngoài anh ơi. Mang đây cho em hai đôi em tặng này. Anh, giày thể thao ngay ở ngoài. Hôm qua nọ em bảo anh bốc đóng vào cái tải kia anh không quên. Chốt cái mã hàng T86. T86 và kèm số điện thoại cho em. 169 T86 cho chị Giang Tô. Giày thể thao đen mã bao nhiêu tiền vậy em? Rồi bây giờ em tặng quà. Đẹp lắm. Đôi này là đôi số 5 mà tương đương size 38 đúng không? Đôi này 169 tương đương size 38. Đôi này em tặng 0 đồng này. Chào comment lên đây cho em mã là tương đương size 38. Rồi chào comment cho em mã tặng 0 đồng kèm số điện thoại. Em ghi chị gái thứ 3. Tặng 0 đồng gạch ngang số điện thoại, ghim chị gái thứ 3, tương đương size 38, đôi đấy rất là đẹp. Tặng 0 đồng kèm số điện thoại cho em. Cái đôi, cái lô giày thể thao là xỉ ôm sạch sẽ luôn á. Tôi có sót mấy đôi đúng không? Tôi comment cho em mã là luôn là tặng giày 0 đồng và kèm số điện thoại, tặng 0 đồng, em ghim chị gái thứ 3 nhé. Ghim chị gái thứ 3 này. T85 chị Thảo T có, T86 chị Nhàn Phạm có. Lên cho em là tặng 0 đồng kèm số điện thoại. Ui giời, chị Quỳnh Phan phi đầu tiên rồi. Chị Quỳnh Phan lên đầu tiên, chị Giang Đỗ lên thứ 2. Rồi ok, em chúc mừng chị Oanh Khải lên thứ 3, chị Vân Nimi lên thứ 4. Rồi em chúc mừng chị gái Oanh Khải này. Anh ơi, ghi tặng cho chị Oanh Khải đôi giày này. Chị Oanh Khải này năm nay cũng hay may mắn mà nhỉ. Được quà mấy lần rồi đấy. Rồi chúc mừng chị yêu. Cho em xin được chia sẻ nhiều nhất em, để em tặng một đôi dép. Đôi dép này đi. Tặng hết quần áo các thứ rồi, quà chia sẻ. Nên là bây giờ tặng sang dép, không phải các chị nó bị tặng trùng quà. Sợ vẫn một chị được quà ấy. Cái này các chị lên tiếp cho em mã hàng T88 này. À đâu, T87. Cảm ơn em Trang nhé. Rồi ok. Anh ơi đi tặng cho chị Oanh Khải đi. Rồi, bây giờ em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ và tặng một đôi dép đi đúng vừa size chân mọi người nhá. Em còn một dép thì em chưa bán, với mục đích là tí nữa chị nào trúng mini game, em tặng đúng một đôi dép theo đúng size chân của chị. Chị Oanh Khải lên số điện thoại đi. Chị Oanh Khải này, anh cứ ghi ở Tuyên Quang. Chị Khải là Tuyên Quang. Lâu lắm không xem like được à chị. Cái mã này các chị lên tiếp cho em mã là T8 mấy nhỉ? T87 cho em. T87 cho em, mẫu này bây giờ còn size từ bao nhiêu? 14 đến 20 phải không? Mẫu của Nam này. 14 đến 20 cân T87 cho em. Chị Oanh Khải số điện thoại 041. Lên cho em mã này luôn là T87 cho em nhá. Em bán cho các chị là 30 mấy nghìn nhỉ? 39.000 đồng các chị ơi, nhìn cái chất áo này. 39.000 đồng T87 cho em, 14 cân đến 20 cân. Các chị em đọc màu này. T87 màu cam. T87 cho em màu vàng. T87 cho em màu ghi. Chốt rồi em là T87 nhá. T87
T87 cho em màu này là màu sữa này, à màu trắng này. T87 màu trắng. Em cảm ơn chị Trần Ánh. T87 cho em màu ghi nhạt. T87 màu ghi đậm cho em. Lên hộ em là T87, 14 cân. 14 cân cho em ạ. T87 cho em 14 cân cho các chị bé đến 20 cân 39.000 đồng T87 cho em. Ô sao tự nhiên có cái FIFA này sai bé tí vậy anh? T87. T87 cho em ạ, 39.000 đồng một cái. Chốt hộ em là T87 và kèm số điện thoại nhé. T87 và kèm số điện thoại cho em 39.000 đồng. Chị yêu nào lấy T87 lên đơn cho là T87. Chị T87 kèm số điện thoại cho em 39.000 đồng này. Rồi T87 không có 33 cân rồi chị ơi. T87 của em bên đó là size nhỏ ạ, 20 cân đủ về. Kiểm tra được chia sẻ chưa anh ơi? Nhanh xong để em còn bán nốt cái dây dép kia này. T87 chị Hồng Trần 20 cân màu cam màu ghi đậm, ok chị. Chốt mã của em là T87 nhá. Kiểm tra được chưa anh? Hả? Đấy, đợi em tí nhá, em tặng quà chia sẻ xong em lại bán tiếp. Áo tím đằng sau á chị, rồi bây giờ lên áo tím, áo đằng sau đi. Áo đằng sau là 150.000. Áo đằng sau của em Trang là 150 ạ. Áo đằng sau của em là 150 nhá, T87, ok chị Lan Gạo này, lâu lâu đấy thấy chị này. Rồi đợi em tí em tặng quà chia sẻ xong. Xuất Nhật bé gái có hàng rồi chị. Xuất Nhật, bộ xuất Nhật có hàng mà anh nhỉ? Đã bán đâu? Lên dép kiểu tiếp đi, ok đợi em tí đã, em tặng quà đã. Ôi thôi chết rồi, hết pin rồi các bác ơi. Hết pin. Chết rồi. Đây chị nào được quà đây? À chị Trường Nhật hôm nay được quà. Chị Trường Nhật hôm trước vừa được một cái áo kiểu nhá. Hôm trước vừa được một cái áo kiểu, chị Trường Nhật còn ở đây không chị gái ơi? Chị Trường Nhật cổng tổng lượt chia sẻ của chị gái là 135 lần hội nhóm, 3 lần trang cá nhân. Tổng lượt chia sẻ là 138 lần. Đây này mọi người nhìn này. Đây này, đấy số 1 này, chị Trường Nhật đây này. Đấy, số 1 là chị Trường Nhật, đây là các chị này, thấy chưa? Chị Trường Nhật đứng đầu tiên, chị Đỗ Hà đứng thứ 2. Chị Đỗ Hà đứng thứ 2. Rồi, chúc mừng chị gái Trường Nhật nhá, chị Trường Nhật, chị đây, ok chị. Chị đi dép size bao nhiêu ạ? Lên size dép cộng số điện thoại cho em. Con giày thể thao bé còn. Lên cho em size dép cộng số điện thoại, bây giờ em tặng dép xong để em bán này. Tặng dép xong để em bán này. Lên cho em size dép cộng số điện thoại cho em đi, xong để em bán dép đây. Em đã mục đích em để là em thấy cái đôi này nó đẹp quá nên em để lại. Em để lại. Chị Trường Nhật là chị Đào Kim Như đấy ạ. À. Ok, chúc mừng chị. Chị Đào Kim Như đi size bao nhiêu chị nào cũng được, miễn là cứ đứng chia sẻ đầu tiên là tặng quà. Nhá, chị nào cũng được. Ok, chúc mừng chị gái này 440. Chị đi dép size bao nhiêu? Để em để lại một đôi nào. Để lại một đôi chuẩn size cho các chị luôn. Chuẩn size cho các chị luôn, không phải cho tặng ai cả. Cho chị Trường Nhật lên cho em số điện thoại nào. À lên cho em size Z nào để em bán nốt cái đôi này nè. Chị này chắc là bình thường chắc phải đi size 37, 36 gì đấy đúng không? Cái đôi này của em đẹp lắm. Đây em có 36, 3 đến 39. Đừng có nói đi 35 nhá, đôi này không có 35, size 37 rồi. Đấy, đoán không sai. Này anh ơi, anh đi tặng chị Trường Nhật một đôi này. Bây giờ em còn size 36, 38 và size 39. Mã này các chị lên đơn cho em luôn ạ. Không phải đâu, các chị chia sẻ, các chị phải tương tác cơ. Các chị đừng có chia sẻ những cái máy nó không được đâu. Các chị phải có tương tác với like của với Facebook của em nha. Thì các chị gọi là, ôi dồi ôi, em phải nói em đã bảo các chị em đã để lại cái đôi nào đẹp dã man luôn rồi. Em đi lên chân cho mọi người xem này. Cái này anh sẽ còn size 36, 38 và size 39. Em đảm bảo các chị luôn là đôi này cực kỳ đẹp. Đôi này còn đúng 3 đôi. Ui. Đấy em bảo rồi mà thì các chị. Em đã bảo em để lại một đôi cực kỳ đẹp để tặng quà cho các chị cho nó hoan hỉ mà. Đẹp lắm.
Mọi người nhìn rõ không? Mọi người nhìn rõ không? Em đi đôi này nó hơi bị rộng vì là size 37 em tặng mất rồi. Đây là size 38. Em còn size 36, 38 và size 39. Các chị lên mã này là T bao nhiêu đây? T88 có 3 đôi thôi, 39.000 đồng. T88 chị Dung Nguyễn ơi chốt cho em đôi này nhé, đôi này rất đẹp luôn. T88 có 3 đôi duy nhất thôi. Này anh ghi ở ngoài này này. Anh có ghi ở ngoài không? Những cái mã ít ít à. Thế thì ngày mai bọn nó tự nhặt đơn làm sao mà chúng nó biết được, chúng nó bới mệt lắm. Em toàn mắt Hạnh ghi hết vào đầu túi thôi. Anh ghi tặng cho chị Trường Nhật số điện thoại 440. T88 em còn size 36, 38 và size 39. Mọi người chốt cho em là T88 39.000 đồng. Thôi không nghỉ like đây các chị, mệt quá. Hôm nay em like 2 lần rồi các chị. Mỗi lần là các bạn nhân viên này. Dạo này toàn các em xinh tươi rồi. Đi uống trà sữa mua cho chị. T88 cho em nhé. Mọi người cứ chốt vào đấy cho em đi. Ngày mai còn thì bên em lấy nhé. Sao cái gì đấy chị? Chị Đỗ Hà hỏi cái gì đây? Sao hôm trước quá nhiều chia sẻ áo gió không đồng mà lại không có là sao? Em cũng không biết được chị Đỗ Hà. Bà báo nhân viên bên em kiểm tra lại nhé. Báo nhân viên bên em kiểm tra lại, bởi vì là khi mà trúng quà này bên em sẽ ghi luôn. Nhà em có một túi nguyên quà tặng đựng cho các chị. Nguyên quà tặng, nguyên một túi quà tặng đựng cho mọi người. Đấy, ví dụ như hôm trước là chị Trường Nhật được quà chia sẻ là sớm hôm sau, là nhà em sẽ ghi tên và đức vật túi quà tặng để khi nào các chị đi đơn ấy, bên nhà em còn tìm đủ quà cho mọi người nhé. À, cho chị xem xếp bé gái đằng sau ạ. À? Ok chị, báo nhân viên kiểm tra lại của em. Cái mã này các chị lên đơn cho mã này luôn. Dép này của em là T64 chị ạ. Dép này của em trao là T64 ạ. T64 của em là 69.000 đồng ạ. Bây giờ nhà em điện thoại hết pin rồi, em nghỉ like đây. Các chị ơi mình có thể xem lại like nhé. Đây là T64-26. Có size cho bé từ 26 đến size 30, giá tiền là 69.000 đồng. Mình có thể xem lại like nha mọi người nhá. Các chị ơi mình có thể xem lại like. Rồi ok chị, xem lại like cho em ạ. Rồi vậy ạ, thích mã nào các chị comment mã đấy kèm số điện thoại nhá. Comment mã kèm số điện thoại cho em. Để cho thích mã nào các chị comment mã kèm số điện thoại giúp em. Nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mọi người nhá. Nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị. Ngày mai chị nào có đơn nhớ chú ý điện thoại. Hoặc là các chị thích cái mã sản phẩm nào, ngày mai các chị hỏi nhân viên cho em. Xem nếu như còn bên em sẽ cho vào hết thì thôi nha mọi người nhá. Rồi bây giờ em Trang nghỉ like đây. Bye bye mọi người nhá. Chúc tất cả các chị ngủ ngon ạ. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng like với em nhá. Bye bye các chị. Chúc tất cả mọi người ngủ ngon ạ.